trung điển sử là Tào Hồng Thọ phó thủ, toàn bộ trong nha môn tình huống hắn đều cần thiết biết. Gã sai vặt vẫn luôn đi theo hắn bên người, trung điển sử biết đến sự, hắn tự nhiên cũng biết, vừa nghe cái này địa danh, hắn liền biết này cũng không phải trong nha môn bất luận cái gì một người địa chỉ, càng không phải Dư Hoài Cốc địa chỉ. Dư Hoài Cốc bất quá là cái tiểu lại, trong nhà không giàu có, con cái lại nhiều, hắn ở trong nha môn đạt được tiền lương chỉ đủ nuôi sống người một nhà, trụ cũng là một chỗ không lớn nhà cũ. Hiển nhiên Dư Hoài Cốc thượng xe la, gã sai vặt lập tức xoay người trở về chạy, chính gặp gỡ trung điển sử xe ngựa ra tới, hắn vội vàng lên xe, chỉ vào phía trước xe la đối xa phu nói, đi theo chiếc xe kia. Trung điển sử nhíu mày hỏi, kia trong xe ngồi chính là ai, tổng không phải là Đỗ Cẩm Ninh đi, là công bộ Dư Điển lại, Đỗ Đại Nhân là hắn chủ quản thủ trưởng, mới vừa tiểu nhân nghe hắn báo cái địa danh, ở Tây Thanh. Ven hồ, nơi đó hẳn là chính là Đỗ Đại Nhân chỗ ở, gã sai vặt nói. Trung điển sử mày nhân đến càng khẩn, hắn ban đầu cho Đỗ Cẩm Ninh rất nhiều nan kham, trong chốc lát gặp mặt, khẳng định không thoải mái, không chuẩn Đỗ Cẩm Ninh sẽ đem này phân nan kham gấp bội còn cho hắn, nếu là Dư Điển lại này đó cấp dưới ở đây, kia mặt mũi của hắn hướng chỗ nào gác. Nhưng Dư Hoài Cốc đều đi, hắn nếu là không đi, nếu là Đỗ Cẩm Ninh hiểu lầm hắn không có thành ý, trực tiếp loát hắn chức quan đi làm sao bây giờ, hắn liền Tào Hồng Thọ đều có thể xử lý, lấy rớt chính mình kia đỉnh bất nhập lưu mụ cánh chuồn, kia còn không dễ như trở bàn tay sợ. Mặt mũi quan trọng, vẫn là chức quan quan trọng. Như vậy tưởng tượng, trung điển sử cắn răng nói, đi, đuổi kịp chiếc xe kia. Đỗ Cẩm Ninh tòa nhà cũng không ở trong thành nhất phồn hoa đoạn đường, cho nên hai chiếc xe một trước một sau nhưng thật ra đi rồi hảo một trận, lúc này mới vào một cái rộng mở đường cái, cuối cùng ở một chỗ tòa nhà trước ngừng lại, nơi này tuy không náo nhiệt, lại nhân lâm hồ, phong cảnh hảo, diện tích còn rộng mở, những cái đó thích thanh u hoàn cảnh người đọc sách liền thích đến nơi đây, tới kiến tòa nhà, dần dà, đảo hình thành một cái phố, trên đường trụ người không phải có chút văn hóa, học đòi văn vẻ kẻ có tiền, chính là văn nhân mặc khách, bất quá có tiền mà có gia thế người sẽ không ở nơi này, mà là ở tại trong thành phồn hoa khu vực, nơi đó thuộc về phố cũ, Ly Châu Nha tương đối gần. Đây cũng là trung điển sử gã sai vặt vừa nghe cái này địa chỉ, liền đoán được đây là Đỗ Cẩm Ninh chỗ ở nguyên nhân, mới tới chợt đến, không có gì tiền, rồi lại tưởng trụ rộng mở chỉnh tề địa phương, nơi này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần tiền cấp đến đủ, nơi đó tòa nhà đều có thể mua được, người khác khác tuyển một chỗ lại kiến một chỗ chính là, không giống trong thành phồn hoa khu, có chút người tử thủ quá nghèo nhật tử, cũng không chịu bán tổ tiên truyền xuống tới nhà cũ. Trung điển sử xe ngựa tự nhiên không có đi theo Dư Hoài Cốc xe la ngừng, ở một chỗ, ở Dư Hoài Cốc xe la dừng lại khi, hắn cách đến có 20-30 mễ xa liền ngừng lại. Trung điển sử chính suy tư có phải, hay không chờ Dư Hoài Cốc từ Đỗ ra rời đi sau hiện đi vào khi, liền nghe nhà mình gã sai vặt di một tiếng, làm sao vậy, hắn hỏi, nơi đó hẳn là không phải Đỗ Đại Nhân cửa nhà, gã sai vặt nói, Dư Điển lại xuống xe sau đi, phía trước đi rồi vài bước, liền dừng lại, trốn đến một thân cây sau hướng phía trước nhìn xung quanh. Trung điển sử nghe vậy, cũng từ cửa sổ xe duỗi đầu nhìn một chút, quả nhiên nhìn đến Dư Hoài Cốc giáo giác lấm la lấm lét, mà tránh ở một thân cây sau, theo Dư Hoài Cốc xem phương hướng nhìn lại, trung điển sử liền lắp bắp kinh hãi, nguyên lai, những cái đó một cái hai cái chỉ vào lý do treo máy đồng liêu nhóm, đều đứng ở một chỗ cao lớn môn đỉnh phía trước, trong đó một cái, đang theo bên trong người ta nói cái gì, bọn họ như thế nào đều tới, trung điển sử nói, gã sai vặt lắc lắc đầu, không nói gì, Tào Hồng Thọ cùng Uông Ngọc Quý Đổ, nếu là Đỗ Đại Nhân lòng dạ hẹp hòi một chút, nha môn này phê quan lại phỏng chừng đến đổi một hồi huyết, tuy nói có chút quan lại nhỏ ở bản địa ăn sâu bén rễ, bàn căn lẫn lộn, không như vậy dễ dàng đảo, nhưng ai biết Đỗ Đại Nhân phía sau chạm chính là ai đâu, cùng người như vậy bẻ thủ đoạn, quá không sáng suốt, có thể thấp cái đầu nhận cái sai, hòa hoãn quan hệ, huệ mà không uổng, ai không làm mới là ngốc tử đâu. Bất quá những lời này, hắn một cái làm gã sai vặt, không hảo nói rõ, nếu không đảo có vẻ chính mình so lão gia còn thông minh dường như, gã sai vặt quay đầu tới, tiểu tâm hỏi trung điển sử, lão gia, chúng ta muốn hay không đi xuống,
trung điển sự cũng thực mâu thuẫn, bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đi xuống đi, gã sai vặt làm xa phu đem xe ngựa xử tới, rồi đỗ ra trước cửa, lúc này mới cùng trung điển sự một trước một sau xuống xe. Trung điển sự đi đến đỗ ra trước cửa, đứng ở đám người mặt sau, liền nghe đỗ ra người gác cổng nói, thiếu gia nhà ta thật không ở, hắn là quản việc đồng áng, hiện tại lập tức liền cày bừa vụ xuân, hắn ra khỏi thành tuần tra đồng ruộng cùng thủy lợi đi. Lão bá ngài liền nói cho chúng ta biết, đỗ đại nhân hướng phương hướng nào đi đi, chúng ta đi tìm hắn một tìm, mặc dù tìm không được cũng không trách ngươi, một cái ăn mặc nha dịch phục sức trung niên nhân nói. Trung điển sử nhận ra cái này trung niên nhân, đúng là cái kia từng chiếu Tào Hồng Thọ phân phó, khó xử quá Đỗ Cẩm Ninh thủ vệ nha dịch, Tào Hồng Thọ rơi đài, Đỗ Cẩm Ninh sớm đoán trước những người này sẽ mượn phong xử đà, nàng buổi sáng ra cửa trước liền phân phó qua Chu lão, nhân như thế nào ứng đối những người này, bởi vậy mặc kệ những người này như thế nào ép hỏi, Chu lão nhân đều lắc đầu nói, thiếu, gia chỉ nói đi ngoài thành, đến nỗi đi nơi nào. Ta không biết a, vừa thấy hỏi không ra Đỗ Cẩm Ninh hướng đi, cửa những người này đều có chút uể oải, không thể đúng lúc cùng Đỗ Đại Nhân kỳ hảo, nếu là Đỗ Đại Nhân cảm thấy chính mình không có thành ý làm sao bây giờ, nhìn này một chương chương lấy lòng lại uể oải mặt, Chu lão nhân trong lòng liền cười lạnh, lúc này biết luống cuống, sớm làm gì đi, lúc trước có can đảm khi dễ thiếu gia, hiện tại có bản lĩnh đừng tới lấy lòng. Nha, được rồi, đại gia có việc tìm thiếu gia nhà ta, ngày mai lại đến đi, nói, Chu lão nhân trực tiếp đóng đại môn, ai, từ từ, chúng ta đem thiệp đặt ở nơi này, ngày mai lại đến bái phỏng Đỗ đại nhân. Dư Hoài Cốc thập phần cơ linh mà từ trong lòng ngực móc ra một chương thiệp, chiều không sai biệt lắm muốn đóng lại kẹt cửa ném đi vào, đúng là bởi vì viết thiệp, hắn mới dừng ở những người này mặt sau. Hiện tại hắn đối chính mình này một anh minh hành động thập phần đắc ý, vẫn là hắn thông minh a, những người khác sôi nổi hối hận không thôi, như thế nào chính mình liền không nghĩ tới viết cái thiệp đâu, nhìn đến từ kẹt cửa rơi vào tới thiệp, Chu lão nhân khóe miệng gợi lên một cái trào phúng tươi cười, cho rằng đưa cái bái thiếp, thiếu gia liền tha thứ các ngươi sao, chờ xem, thiếu gia sẽ cùng các ngươi một đám thù sau tính sổ, lúc này, Đỗ Cẩm Ninh đang ngồi ở thôn trang trong viện. Xem Tần lão lục đưa tới trong nha môn này đó quan lại nhóm tư, liệu, kia một đám lấp kín đại lý tự quan viên phụ nữ và trẻ em, tự nhiên là Tần lão lục bút tích, Đỗ Cẩm Ninh biết, Tào Hồng Thọ cùng Uông Ngọc Quý đưa đi kinh thành, liền rốt cuộc không về được, bằng bọn họ làm hạ những cái đó sự tình, đại lao đều có thể làm cho bọn họ ngồi xuyên, mà bằng Triệu Ngộ cùng Tề Bá Côn lần này đối nàng che chở, phái tới Chi Châu nhất định là cái thiên hướng nàng người. Như vậy, nàng cũng nên nhân cơ hội này đem Nhuận Châu nha môn rửa sạch một lần, những cái đó không đi chính đạo quan lại nhỏ vẫn là cút đi, nói nàng lòng dạ hẹp hòi cũng hảo, nói nàng bụng dạ hẹp hòi cũng thế, khi dễ quá nàng cũng đừng tưởng có ngày lành quá, thiếu gia, trong kinh có người truyền tin tới, Thanh Mộc tiến vào bẩm, truyền, Đỗ Cẩm Ninh kêu lên, thực mau, hai cái phong trần mệt mỏi người đi theo Lưu Quốc Khánh phía sau đi đến. Lưu sư phó, là ngươi, Đỗ Cẩm Ninh nhìn đến phía trước cái kia hán tử, không khỏi kinh hỉ mà đứng lên, người tới, không phải người khác, đúng là Tề gia hộ viện, ban đầu đã dạy Đỗ Cẩm Ninh công phu Lưu Cao, mà đi theo Lưu Cao mặt sau, còn lại là Trang Việt bên người một cái hộ vệ, tên là Liêu Minh, hai ngươi như thế nào một khối tới, nàng kỳ quái hỏi, hai người cho nhau nhìn thoáng qua. Lưu Cao nói, chúng ta là giữa trưa nghỉ chân thời điểm ở trên đường gặp được, liền cùng nhau đồng hành, Liêu Minh có chút công phu, Trang Việt sớm tại quê tỉnh thời điểm liền mua hắn tại bên người giúp, đỡ chạy chân đánh tạp, Lưu Cao là nhận thức hắn, Đỗ Cẩm Ninh cười thỉnh hai người ngồi, lại phân phó Thanh Mộc, làm người chuẩn bị nước ấm, lại chuẩn bị đồ ăn, Lưu Cao nói tạ, tớ trong lòng ngược móc ra một phong thơ, đưa cho Đỗ Cẩm Ninh. Thiếu gia nhà ta tin, vất vả Lưu sơ phó, Đỗ Cẩm Ninh tiếp nhận, nhìn về phía Liêu Minh cũng chạy nhanh đem Trang Việt tin đưa tới, dù sao nhanh nhất các ngươi cũng đến ngày mai mới có thể trở lại kinh thành đi, hiện tại hảo nghỉ một chút đi, Đỗ Cẩm Ninh nói, nàng hỏi Lưu Cao, nơi này điều kiện đơn sơ, nếu không ăn cơm xong sau, ta gọi người đưa các ngươi trở về thành nghỉ tạm, không cần như vậy phiền toái. Lưu Cao xua tay nói,
ngươi ở đâu, chúng ta liền đi chỗ nào, nếu ngươi đêm nay trở về thành, chúng ta liền cùng ngươi trở về, nếu là ngươi ở nơi này, chúng ta liền cùng nhau ở nơi này, nói hắn lại bổ sung một câu, ngày mai buổi sáng ta liền cùng Liêu Minh trở lại kinh thành đi. Thiếu gia nhà ta vội vã nhìn đến hồi âm, nghĩ đến trang trưởng quầy cũng là như thế, Liêu Minh gật gật đầu, hành, vậy ở nơi này đi, Đỗ Cẩm Ninh nói, quay đầu phân phó Thanh Mộc, gọi người cấp Lưu sư phó cùng Liêu Minh thu thập hai gian nhà ở ra tới, nàng hiện tại trụ này thôn trang thượng sân, tuy diện tích không lớn, nhà ở cũng cũ nát, nhưng phòng số vẫn là cũng đủ, cấp Lưu Cao cùng Liêu Minh đằng hai gian ra tới đảo không thành vấn đề, nhìn hai người đi theo Thanh Mộc. Đi rồi, Đỗ Cẩm Ninh lúc này mới đem Tề Mộ Viễn tin mở ra, nhìn lên, Tề Mộ Viễn tuy không có tới Vân An quá Đỗ Cẩm Ninh, nhưng hai người thư từ qua lại lại rất thường xuyên, không sai biệt lắm cách 5-6 thiên liền thông một lần tin, không có phương tiện thời điểm ít nhất cũng cách 10 ngày, này ở giao thông không tiện cổ đại, bọn họ như vậy thư từ qua lại tần suất xem như thực khác người. Nhìn đến Tề Mộ Viễn trách cứ chính mình chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, Đỗ Cẩm Ninh không khỏi nhoẻn miệng cười, lo lắng Tề Mộ Viễn không màng tất cả mà chạy đến Nhuận Châu tới, Lâm Hoàng thượng giao cho hắn đại sợ, Đỗ Cẩm Ninh ở Nhuận Châu bị khinh bỉ sợ, căn bản là không dám cùng Tề Mộ Viễn nói, cho nên Tề Mộ Viễn mới có lời này. Ở tin, Tề Mộ Viễn nói, khoảng thời gian trước vội sợ đã hạ màn, cho nên 5 ngày sau hắn tính toán cùng Hoàng thượng xin nghỉ một ngày. Hơn nữa một ngày nghỉ tắm gội, hắn tính toán đến Nhuận Châu đánh vừa chuyển, thăm Đỗ Cẩm Ninh, mặt khác, tân nhiệm Chi Châu cùng đồng chi ngày sau liền đến, hy vọng nàng có thể trước tiên đem công sự an bài hảo, tin còn phụ thượng tân nhiệm Chi Châu cùng đồng chi tư liệu, nhìn đến Chi Châu tên khi, Đỗ Cẩm Ninh mày liền cao cao chọn lên, quan gia thiên, tên này không phải trùng tên trùng họ đi, quan nhạc cùng nhi tở. Dựa theo bối phận đều kêu quan ra cái gì, đây là không khỏi hắn lựa chọn, nhưng cuối cùng một chữ từ hắn quyết định, hắn liền ra, chuyện xấu, trực tiếp dùng thiên địa huyền hoàng bốn chữ tới làm nhất mặt một chữ, nói cách khác, lão đại kêu quan ra thiên, đệ nhị kêu quan ra mà, đệ tam kêu quan ra huyền, lão tứ kêu quan ra hoàng, Đỗ Cẩm Ninh cảm thấy, liền lão tam tên bình thường một chút, mặt khác đều cảm giác quái quái. Nàng lúc ấy còn cười quá quan vui sướng, nói hắn đặt tên quá tùy tiện quá lười biếng, trực tiếp dùng thiên tự văn câu đầu tiên, gọi là gì thiên địa, cũng không sợ phạm vào. Hoàng đế lão nhi kiêng kỵ, lúc ấy quan nhạc cùng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói một đại thông, nói có sách, mách có chứng, ý tứ chính là nếu hoàng đế hiểu lầm này đó tên, đó chính là không văn chương, liền thiên tự văn cũng chưa đọc thông, đến hồi thái học đi đem thư nhấn mạnh một lần. Đối với như vậy lão sư, Đỗ Cẩm Ninh cũng là không thể nề hà, hiện tại nhìn đến quan gia thiên này ba chữ, nàng liền nhớ tới lúc trước tình cảnh, tưởng niệm lão sư rất nhiều, không, phải do nàng không nghi ngờ người này đúng là chính mình chưa từng gặp mặt đại sư huynh, lấy Triệu Ngộ cùng Tề Bá Côn đối nàng chiếu cố, này thật là quá có khả năng, mà Tề Mộ Viễn đối mặt sau cái kia kêu Đào Hoa Huy đồng chi, hận không thể đem nhân gia tổ tông 18 đại đều công đạo rõ ràng. Nhưng đối cái này quan gia thiên, lại trừ bỏ tên của hắn, mặt khác chỉ tự không đề cập tới, Tề Mộ Viễn gia hỏa này, hiện tại là càng ngày càng ra a. Đỗ Cẩm Ninh cười, đem Tề Mộ Viễn, tin chiết hảo phóng tới một bên, lại đem trang Việt tin mở ra nhìn lên, lần trước Tào Hồng Thọ cùng Trần gia buộc tội Đỗ Cẩm Ninh là lúc, trang Việt kinh Tề Mộ Viễn nhắc nhở, ở kinh thành nhanh chóng làm khẩn cấp thi thố. Cung phái người khoái mã truyền tin tới dò hỏi Đỗ Cẩm Ninh ý kiến, Đỗ Cẩm Ninh đối hắn cách làm cho độ cao khẳng định. Lúc này đây, trang Việt hội báo nói làm ruộng ký đã bắt đầu bán ra, cửa hàng bán hoa lãng hoa nghiệp vụ cũng khôi phục bình thường. Cũng không có xảy ra chuyện gì, hiện tại báo chí đã sắp chữ hảo, hiện tại phụ thượng một phần ấn tốt báo chí cho nàng xem qua. Trang Việt ở tin nói, này phân báo chí hắn đã cấp Tề Bá Côn xem qua. Tề Bá Côn mịt mờ mà tỏ vẻ, Hoàng thượng cảm giác này phân báo chí làm được không tồi, Đỗ Cẩm Ninh buông tin, đem báo chí mở ra, trên dưới xem một lần, gật gật đầu, trang báo ngắn gọn hào phóng, nội dung phong phú mà bình thản, chính hợp nàng yêu cầu, in ấn chữ viết cũng thập phần rõ, rằng hiện tại cái này in ấn phường, chính là Đỗ Cẩm Ninh tân khai, dùng đúng là nàng cung cấp phương pháp, trang Việt làm thợ thủ công thí nghiệm không biết bao nhiêu lần.
cuối cùng thiêu chế ra tới hàm duyên chữa trì đúc mô sắc chữa mà thành. Báo chí thượng liền sóng gợn phân cách tuyến đều ẩn đến thập phần rõ ràng, cái này làm cho Đỗ Cẩm Ninh cảm giác thập phần thân cận, nàng nhắc tới bút, phân biệt cấp Tề Mộ Viễn cùng Trang Việt viết hồi âm, ở tiễn đi Lưu Cao cùng Liêu Minh ngày thứ hai chạng vạng, Đỗ Cẩm Ninh ở cửa thành nhận được tân nhiệm Chi Châu đại nhân Quan Gia Thiên, cùng với đồng chi Đào Hoa Huy. Đỗ Cẩm Ninh chưa thấy qua Quan Gia Thiên, nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Quan Gia Thiên năm nay 29 tuổi, lớn lên không giống phụ thân Quan Nhạc Cùng, nhưng thật ra cùng mẫu thân Lục Thị giống cái 10 phần. Hắn 19 tuổi thi đậu tiến sĩ, sau ngoại phóng làm chi huyện, hắn ở trong quan trường lên chức không nhanh không chậm, ở tới Nhuận Châu làm chi châu phía trước, hắn ở Tấn Tỉnh một cái châu làm đồng chi, hiện tại lại đây xem như thăng một bậc. Đồng chi Đào Hoa Huy hơn 30 tuổi tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng ánh mắt thanh chính, vào thành khi từ trên xe ngựa xuống dưới, cùng Quan Gia Thiên vừa nói vừa cười, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hắn là Lỗ Tỉnh điều lại đây, ban đầu là cái huyện lệnh, liên tục 2 năm đánh giá vì ưu, lần này rời chức, lúc ấy bà tánh tự phát tặng hắn một phen vạn dân dù, có thể thấy được hắn ở địa phương cực đắc nhân tâm, là một quan tốt. Hiển nhiên hai người vào thành, Đỗ Cẩm Ninh lúc này mới đón đi lên, đối hai người chắp tay, Quan đại nhân, Đào đại nhân, Đỗ Cẩm Ninh tại đây chờ đón đã lâu. Hai người sửng sốt, ngẩng đầu lên cẩn thận đánh giá Đỗ Cẩm Ninh, đã thấy rõ ràng Đỗ Cẩm Ninh diện mạo, Quan Gia Thiên chân mày cau lại, ngươi chính là Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh gật đầu nói, đúng là, trong lòng lại là khó hiểu, đại sư huynh tựa hồ không lớn thích nàng, kế tiếp liền nghe Quan Gia Thiên đạo, ngươi như thế nào lớn lên so với ta còn xinh đẹp. Đỗ Cẩm Ninh, Đào Hoa Huy, Lục Thị dung mạo tú lệ, Quan Gia Thiên tiếp mẫu thân dung mạo, lớn lên xác thật so người bình thường hiếu thắng, nhưng hắn năm nay đều 29, không sai biệt lắm 30 tuổi đại nam nhân, còn dài quá 2 phiết râu cá chê. Hơn nữa thân hình cao lớn, hoàn toàn là cái râu ria, xồm xàm mói chân đại hán, hiện tại lại tới cùng như hoa như ngọc Đỗ cô nương so mạo mỹ, nháy mắt làm Đỗ Cẩm Ninh điên đảo đối Quan Gia Thiên ấn tượng. Phốc, đại sư huynh, ngươi thật đúng là hài hước. Đỗ Cẩm Ninh nhịn không được nở nụ cười, ha ha, chỉ đùa một chút. Quan Gia Thiên nâng lên tay tới, đối Đỗ Cẩm Ninh chắp tay, tiểu sư đệ, cửu ngưỡng đại danh. Mấy năm nay đều là ngươi ở phụ thân trước mặt thừa hoan dưới gối, chúng ta mấy huynh đệ đối với ngươi đều kham là cảm kích, là lão sư cùng sư mẫu chiều cố ta, sư huynh cảm kích ta lại thẹn không dám nhận. Đỗ Cẩm Ninh chắp tay đáp lễ, Quan Gia Thiên lại vỗ vỗ Đảo Hoa Huy bả vai, Hoa Huy huynh, đây là ta tiểu sư đệ, ngươi nhưng đừng giống Tào Hồng Thọ như vậy khi dễ ta sư đệ a, tiểu tâm bổn chi châu đại nhân cho ngươi giày nhỏ xuyên. Đỗ Cẩm Ninh lại nhịn không được nở nụ cười, không nghĩ tới đại sư huynh là cái đậu bỉ, nàng sinh hoạt có lạc thú, Đào Hoa Huy tựa hổ cùng Quan Gia Thiên là cụ thức, quan hệ còn khá tốt cái loại này. Hắn trắng Quan Gia Thiên liếc mắt một cái, đối Đỗ Cẩm Ninh chắp tay nói, ngươi đại sư huynh xúi dục ly gián, chúng ta đừng để ý đến hắn, hai ta đều là đồng chi, lý nên liên hệ lên đối phó hắn mới là, ngày thường đến trễ về sớm trên đường treo máy. Chúng ta nhưng đến cho nhau chiều ứng, giúp đỡ đánh cái qua loa mắt nhi. Lời này nói được Đỗ Cẩm Ninh lại nở nụ cười. Ba người tuy không có mặc quan phục, nhưng Đỗ Cẩm Ninh dung mạo thật sự có chút đáng chú ý, bởi vì Tào Hồng Thọ cùng Uông Ngọc Quý rơi đài, chỉ 2 ngày công phu, Nhuận Châu thành đối Đỗ Cẩm Ninh, vị này đồng chi bản lĩnh liền truyền đến vô cùng kỳ diệu, nơi trốn truyền lưu nàng như thế nào đấu vượt Diêm Vương sống Tào Hồng Thọ đồn đãi. Mà thủ thành quan binh làm đã từng bị Đỗ Cẩm Ninh, dung mạo kinh diễm quá một phen người, càng đem Đỗ Cẩm Ninh dung mạo lấy ra tới thổi phồng một hồi, khoác lác trong quá trình, bọn họ đối Đỗ Cẩm Ninh dung mạo, liền càng khắc sâu. Đỗ Cẩm Ninh vừa đến cửa thành tiếp người thời điểm, thủ thành quan binh liền chú ý tới nàng tồn tại, sau lại Đỗ Cẩm Ninh nhận được Quan Gia Thiên 2 người, lại nghe bọn hắn đưa ra Tào Hồng Thọ tên. Cùng với liên tiếp nhắc tới Chi Châu đồng chi, chờ từ, liền đoán được 2 vị này là mới tới Chi Châu cùng đồng chi đại nhân, nhìn xem Đỗ Cẩm Ninh cùng 2 vị này quen thuộc bộ dáng, đại gia suy đoán lại tiến thêm một bước đến chứng thực, Đỗ đại nhân quả. Nhiên có cường ngạnh hậu trương a, Tào Hồng Thọ cùng hắn không đối phó, hắn liền đem Tào Hồng Thọ bẻ đảo, lộng 1-2 cái cùng hắn quan hệ tốt Chi Châu cùng đồng chi tới,
này quả thực là mánh khóe thông thiên a. Đỗ đại nhân, trăm triệu không thể đắc tội. Trong nha môn quan lại bởi vì vẫn luôn không có thể nhìn thấy Đỗ đại nhân, thả tìm mọi cách tiến dần lên đi thiệp đều đá chìm đáy biển, trong lòng thấp thỏm, chỉ còn chờ bị thu sau tính sổ, căn bản không dám có nửa phần bát. Quái Đỗ đại nhân can đảm cùng tâm tư, thủ thành quan binh thuộc về võ quan, cùng quan văn không phải một cái hệ thống, cho nên nghị luận khởi loại sự tình này tới liền không gì kiêng kỵ. Nhưng nhìn đến trước mắt một màn này, giáo úy vẫn là bị chính mình đoán rằng hoảng sợ, báo cho thủ hạ quân tốt nói, về sau cũng không thể cùng người ta nói Đỗ đại nhân so đại cô nương còn mỹ mạo, các ngươi nếu là tự cao so Tào Hồng Thọ lợi hại hơn, vậy nói, nếu không câm miệng cho ta đi. Quân tốt nhóm vội vàng gật đầu, nếu nói, Đỗ Cẩm Ninh liền cái nào tới Nhuận Châu Nhậm Chi Châu đều có thể tả hữu, như vậy bóp chết bọn họ loại này tiểu binh, còn không cùng dẫm chết một con kiến giống nhau đơn giản. Đỗ Cẩm Ninh cũng không biết những người này như thế nào nghị luận nàng, nàng cùng quan gia thiên, Đào Hoa Huy một bên đi phía trước đi, một bên hỏi, nhị vị chỗ ở còn không có an trí đi, không bằng tới trước nhà ta trụ hạ, nàng lại quét vừa mới bị kiểm tra. Xong mấy chiếc xe ngựa liếc mắt một cái, tẩu phu nhân cùng với chất nhi chất nữ nhóm nhưng có một đạo đi theo, quan gia thiên đạo, thánh chỉ hạ đến cấp, chúng ta đều là vội vàng từ từng người địa phương tới rồi trong kinh. Lãnh hoàng mệnh sau ra dói thúc ngựa tới rồi, người nhà còn ở chức vụ ban đầu sở tại, theo sau mới có thể tới rồi. Dừng một chút, hắn nói, cho nên không vội, nếu châu nha có chỗ ở, chúng ta ở tại châu nha là được, theo ta cùng đảo huynh hai người thêm. Mấy cái nam phó, đang ở nơi nào đều không sao cả, vẫn là không đi quấy giày Đỗ Thẩm Thẩm. Nói, hắn cười vỗ vỗ Đỗ Cẩm Ninh bả vai, nếu ngươi có tâm, giúp chúng ta hỏi thăm một chút tòa nhà. Ta cùng Đào huynh sợ là đến ở chỗ này ngây ngốc mấy năm, quan viên quen thuộc địa phương tình huống đều yêu cầu một đoạn thời gian, cho nên nhiệm kỳ đều sẽ không đoạn, lại cũng sẽ không rất dài, để tránh nảy sinh hủ bại cùng cường quyền, giống nhau đều sẽ là 3 năm đến 6 năm, ngây ngốc, mặc cho hoặc là hai nhậm, quan gia thiên cùng Đào Hoa Huy tới đây, ít nhất muốn ngây ngốc 3 năm, cấp quan viên trụ châu nha nhưng thật ra có tòa nhà. Nhưng diện tích không lớn, trụ đi vào còn phải tốn một số tiền đi tu sửa, cho nên chờ bỏ ra cảnh thập phần bần hàn, mua không nổi tòa nhà, nếu không tất cả mọi người đều sẽ không trụ nó. Đỗ Cẩm Ninh cười nói, như thế, ta đây liền không miễn cưỡng nhị vị. Mua tòa nhà sợ tự nhiên không thành vấn đề, nhị vị đem yêu cầu nói cho. Ta quản gia, hắn làm người trong việc vẫn là rất có một tay, nàng chỉ Diêu Thư Kỳ. Diêu Thư Kỳ vội vàng hành lễ, tất cả mọi người đều nở nụ cười, được rồi, chúng ta lên xe ngựa đi, quan gia thiên đạo, châu nha cách nơi này còn có chút khoảng cách đi, là, đại khái còn có một nén nhang thời gian mới có thể đến châu nha. Đỗ Cẩm Ninh nói, vì thế đại gia từng người lên xe ngựa, Đỗ Cẩm Ninh lên xe ngựa trước, chiếu Diêu Thư Kỳ sửa cái ánh mắt, Diêu Thư Kỳ cưỡi lên mã, lãnh mấy cái hạ nhân chạy như bay mà đi. Đỗ Cẩm Ninh đã tới đón người, tự nhiên sẽ không có chuẩn bị sẵn sàng, châu nha mặt sau tòa nhà, bởi vì lâu không người trụ, đã sớm rách nát bất kham, tuy quan gia thiên tỏ vẻ chỉ trụ mấy ngày, kia cũng đến hảo hảo tu sửa thu thập một phen, ít nhất đem nóc nhà mái ngói nhặt nhặt, cửa sổ thay đổi, lại quét tước vệ sinh, này đó đều yêu cầu Diêu Thư Kỳ dẫn người đi làm, chờ quan gia thiên cùng Đào Hoa Huy đến châu nha thời. Điểm, liền nhìn đến Diêu Thư Kỳ lãnh một chúng hạ nhân ở bận rộn trong ngoài, hai người rất là lãnh Đỗ Cẩm Ninh này phân tình. Lúc này Diêu Thư Kỳ đã đem thính đường thu thập ra tới nói, tiểu nhân chiếu thiếu gia phân phó, kêu một bàn tiệc, lập tức liền có thể gọi người mang lên, hai vị đại nhân là thu thập trong chốc lát lại ăn, vẫn là ăn lại thu thập, quan gia thiên cùng Đào Hoa Huy liếc nhau, nói, chúng ta rửa cái mặt liền có thể. Đuổi một ngày đường, nhưng, thật ra bụng đói kêu vang, chờ hai người đi giặt sạch tay chân, thay đổi một bộ quần áo ra tới, liền nhìn, đến một cái 40 tới tuổi cao gầy vóc nam nhân đang theo Đỗ Cẩm Ninh nói chuyện. Đỗ Cẩm Ninh vội vàng cấp hai người dẫn kiến, vị này chính là Mã Kiếm Mã Đại Nhân, nguyên lai đồng chi, mã trên thân kiếm trước cấp quan gia thiên đám người hành lễ, trong lòng đối Đỗ Cẩm Ninh tràn ngập cảm kích. Đã nhiều ngày đi Đỗ phủ đều ăn bế môn canh, hắn còn tưởng rằng Đỗ Cẩm Ninh, đôi hắn, liền cùng lúc trước Tào Hồng Thọ cùng Uông Ngọc Quý đôi hắn giống nhau đâu,
hắn đều làm tốt tiếp tục ăn không ngồi chờ chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới hôm nay Đỗ gia hạ nhân lại đi thông chi hắn, nói mới tới Chi Châu cùng đồng chi đại nhân tới, Đỗ đại nhân làm hắn lại đây cùng nhau ăn cơm, hắn lúc ấy thật là thụ sủng nhược kinh. Đỗ Cẩm Ninh đem ngựa kiếm gọi tới, kỳ thật cũng không phải quá độ thiện tâm, gần nhất Mã Kiếm người này tuy vô năng, lại không phải người xấu, không trải qua cái gì chuyện xấu, đây là Đỗ Cẩm Ninh nhất coi trọng địa phương, thứ hai châu nha bốn cái đầu đầu, về sau còn muốn ở bên nhau cộng sợ, bọn họ ba người tụ hội, lại đem ngựa kiếm rơi xuống, luôn là không ổn, dễ dàng làm người ta nói nhàn nói chuyện. Tam tới, Đỗ Cẩm Ninh không uống rượu, nàng đem ngựa kiếm kéo tới, chính là làm hắn bồi Quan Gia Thiên cùng Đào Hoa Huy uống rượu, kỳ thật thân thể này tửu lượng cũng không tệ lắm, Đỗ Cẩm Ninh một người khi chắc, quá tửu lượng, uống thượng mấy chén không có vấn đề, rốt cuộc cổ đại rượu số độ rất thấp, bất quá làm một nữ tử, rượu thứ này có thể không chạm vào tốt nhất không chạm vào, nếu không nếu là phát sinh cái gì, kia thật chính là thiên đại sự. Ta nghe phụ thân nói qua, ngươi uống rượu trên người liền khởi bệnh sởi, nếu không thể uống cũng đừng uống, Quan Gia Thiên thập phần hào sảng mà vung tay lên, trực tiếp cho phép Đỗ Cẩm Ninh không tham dự nam nhân ở bàn tiệc thượng chiến. Tranh, nói là như thế này nói, nhưng kỳ thật hắn là thực tán đồng Đỗ Cẩm Ninh không uống rượu quyết định. Rượu có thể mê người mắt, Đỗ Cẩm Ninh lớn lên so nữ nhân đều đẹp, ai biết này đó nam nhân thúi uống xong rượu sau có thể, hay không đem hắn trở thành nữ nhân. Nếu là thật bởi vì loại sự tình này bị người khinh bạc đi, không riêng Đỗ Cẩm Ninh mất mặt, đó là bọn họ phụ tử mấy cái mặt rất khó coi, cho nên, có thể không chạm vào rượu, Đỗ Cẩm Ninh vẫn là tận lực không chạm vào. Rượu hảo, rượu quá ba tuần, hắn lại nói, vốn dĩ chúng ta nhận được triều đình điều lệnh, là có thể trực tiếp đến Nhuận Châu tới. Hoàng thượng cố ý đem ta cùng Đào đại nhân kêu lên đi. Là sợ chúng ta không biết Đỗ đại nhân nghiên cứu việc đồng áng tầm quan trọng, cho nên đem chúng ta gọi vào kinh thành đi trịnh trọng dặn dò một phen. Hắn công tư phân minh, nói đến công sự thời điểm, hắn liền gọi Đỗ Cẩm Ninh vì Đỗ đại nhân, nói việc tư thời điểm, đó chính là Đỗ sư đệ. Đối Đào Hoa Huy, hắn cũng là như thế, hắn nâng lên mắt tới, nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Đỗ Cẩm Ninh trên mặt, nghiêm mặt nói, cho nên kế tiếp châu nha sự đều giao cho chúng ta, đó là năm nay cày bừa vụ xuân, nếu Đỗ đại nhân nơi đó không thể chú ý đến, cũng có thể giao cho chúng ta, ngươi chuyên tâm làm chính mình sự. Hoàng thượng nói, chỉ cần ngươi có thể nghiên cứu gia tăng gia sản xuất tăng thu nhập biện pháp, cái gì đều nhưng dĩ vãng sau dựa. Đỗ Cẩm Ninh đại hỉ, nâng lên tay cùng, như thế, năm nay cày bừa vụ xuân sự liền làm ơn cấp ba vị đại nhân. Năm nay ta biện pháp còn ở thí nghiệm giai đoạn, không thể toàn diện phô khai, ta chỉ ở ta đồng ruộng làm nghiên cứu có thể, khác cũng không rảnh lo, tới sang năm, ta khả năng liền sẽ ở nhất định trong phạm vi làm thử lúa hai vụ, đến lúc đó việc đồng áng cũng đến làm phiền ba vị đại nhân nhọc lòng, yên tâm, hết thảy có chúng ta, Quan Gia Thiên đạo. Đào Hoa Huy cũng gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta có thể làm cũng chính là nhiều thao điểm tâm mà thôi. Đỗ đại nhân ngươi làm mới là đại sự. Mã Kiếm ở một bên nghe được âm thầm kinh hãi, lúc này mới phát hiện Tào Hồng Thọ phạm vào một cái như thế nào sai lầm. Đỗ Cẩm Ninh nơi nào là đắc tội Hoàng thượng bị biếm đến Nhuận Châu tới, hắn hoàn toàn là bị Hoàng thượng phái tới làm đại sự có được không? Khó trách Tào Hồng Thọ bị xử lý đến như vậy dứt khoát nhanh nhẹn. Đỗ Cẩm Ninh há là có hậu đài, quả thực là quá có hậu đài, nhân ra phía sau đứng Hoàng thượng. Nhạ hắn, xử lý một cái Tào Hồng Thọ còn không phải một câu sợ. Mã Kiếm chạy nhanh tỏ thái độ nói, vài vị đại nhân nhưng phân biệt khiển, ta Mã Kiếm vượt lửa quá sông, không chối từ, đây là đem tư thái phóng thật sự thấp. Ba vị đồng chi, hắn đem chính mình đặt ở cuối cùng một cái. Nghe đến mấy cái này lời nói, Đỗ Cẩm Ninh trong lòng rất là cao hứng, nàng không tranh quyền không đoạt lợi, chỉ nghĩ toàn tâm toàn ý mà tiến hành nông nghiệp nghiên cứu mà thôi. Tất cả mọi người đều duy trì nàng, cũng không cần nàng làm cái gì việc vặt vãnh, thật là không thể tốt hơn. Nếu ba năm nội nàng thật nghiên cứu ra làm Triệu Ngộ vừa lòng thành quả, này ba người kỳ thật cũng là có công lao, đây mới là người thông minh cách làm. Ta lấy trà thay rượu, kính ba vị đại nhân một ly, đa tạ đại gia đối ta duy trì. Nàng giơ lên chén trà, thái độ thập phần chân thành. Quan Gia Thiên bọn họ mấy ngày liền lên đường.
cũng là mệt tàn nhẫn, rượu quá 3 tuần, qua loa ăn cơm xong, thấy được nhà ở thu thập hảo, đại gia liền tan. Trước khi đi, Đỗ Cẩm Ninh đem Tần lão lục tra tốt nha môn quan lại nhóm tư liệu, Chánh Đào Hoa Huy cùng Mã Kiếm, giao cho quan gia Thiên, trước kia bằng Tào Hồng Thọ thủ đoạn cùng hậu trường, hắn ở Nhuận Châu đều trải qua một phen tranh đấu, dùng vài tháng mới đứng vững gót chân, hiện tại có này đó tư liệu, quan gia Thiên liền không cần như vậy gian nan, trực tiếp nên chảo chảo, nên phạt phạt, nên bãi quan, có chứng cứ nơi tay, hắn thật đúng là không sợ những người này dám nhảy ra cùng hắn đối nghịch, giết gà dọa khỉ lúc sau, những người khác cũng liền thành thật. Này đó tư liệu, trừ bỏ bán một ân tình cấp quan gia Thiên bên ngoài, tự nhiên cũng xuất phát từ Đỗ Cẩm Ninh tư tâm, muốn cho những cái đó đối nàng bất kính người hảo hảo uống thượng một hồ. Đa tạ sư đệ, quan gia Thiên thực thừa Đỗ Cẩm Ninh ân tình này, chắp tay nói tạ. Sau, thấy bốn phía không ai, hắn hạ giọng nói, ta tới thời điểm, Tề đại nhân thác ta mang một câu cho ngươi, hắn nói hoàng thượng nói, trong khoảng thời gian này cũng chưa phát hiện có người đối với ngươi khởi ác ý, cho nên kia hai cái ngựa vệ về sau liền không đi theo ngươi, miễn cho ngươi tạo thành không tiện. Đỗ Cẩm Ninh đại hỉ, nàng thật không thích có người đương cái đuôi suốt ngày đi theo nàng, đặc biệt giống nàng như vậy cất giấu thiên đại bí mật người. Ngày hôm sau, Đỗ Cẩm Ninh đi nha môn điểm mão, tham gia quan gia Thiên triệu tập một lần hội nghị, liền đi thôn trang thượng, Diêu thư kỳ tắc đem lúc trước mua tòa nhà khi, trong thành các nơi tình huống viết xuống dưới, giao cho quan gia Thiên cùng Đào Hoa Huy quản gia, bọn họ tính toán ở nơi nào mua tòa nhà, y mọi người tình huống cùng yêu thích mà định, này đó liền không phải Diêu thư kỳ hoặc là Đỗ Cẩm Ninh có thể làm chủ. Ngươi là nói, Tề thiếu gia quá 2 ngày muốn tới Nhuận Châu. Tới, Trần Thị nghe được Diêu thư kỳ bẩm báo, vội vàng hỏi, là... Diêu thư kỳ nói, thiếu gia phân phó ta cấp Tề thiếu gia thu thập sân đâu, thu thập nào gian, Trần Thị hỏi, nghe Phong Hiên, Diêu thư kỳ nói, thiếu gia nói, đến lúc đó hắn sẽ dọn tới Nguyệt Các đi trụ, Đỗ Cẩm Ninh hiện tại sở trụ sân thật sự quá, độc, lúc trước vì bức hai cái ngự vệ hiện hình, Diêu thư kỳ chiếu nàng phân phó cố ý chọn như vậy, một chỗ phụ cận không có gì phòng xá sân, hiện tại Tề mổ viễn. Muôn tới, Đỗ Cẩm Ninh vừa không hảo đem hắn an bài ở chính mình trong viện cơ trú, cũng không làm cho hắn trụ một cái ly chính mình sân rất xa địa phương, cho nên dứt khoát liền chọn 2 cái lân cận tiểu viện, làm Tề Mộ Viễn tới khi nàng cùng Tề Mộ Viễn lâm thời chỗ ở. Trần Thị vừa nghe có chút thất vọng, nhíu mày hỏi, thiếu gia sẽ không sợ, nàng chỉ bầu trời, phái tới người giám thị nàng cùng Tề thiếu gia nói chuyện, không đợi Diêu thư kỳ nói chuyện, nàng lại hạ. Giọng kiến nghị nói, kỳ thật ta cảm thấy, dù sao thiếu gia sân như vậy đại, không bằng đem Tề thiếu gia an bài ở Đông Sương hoặc Tây Sương, như vậy bọn họ muốn nói gì vốn riêng lời nói cũng tiện nghi, không đến mức làm người nghe xong đi. Diêu thư kỳ hoàn toàn không biết nhà mình chủ mẫu, bụng dạ khó lường, thành thật thật nói, thiếu gia không cùng thái thái nói sao, kia 2 cái ngự vệ hồi kinh đi, sẽ không lại đến, a, Trần Thị thật đúng là không biết việc này. Đâu, Diêu thư kỳ thấy Trần Thị lập tức tinh thần hoảng hốt lên, tựa hồ nghĩ tới chuyện khác, hắn chỉ phải xác nhận một tiếng, kia viện này an bài, tiểu nhân muốn hay không cùng thiếu gia lại thương lượng một chút, liền nói là thái thái y tứ, nga, không cần, liền chiếu ngươi thiếu gia phân phó làm đi, Trần Thị xua xua tay, được rồi, không ngươi chuyện gì, chạy nhanh đi thôi, đãi Diêu thư kỳ vừa đi. Trần Thị liền gấp không chờ nổi nói, đi, đem Đào Mụ Mụ gọi tới, ta có việc muốn phân phó nàng. Đào Mụ Mụ là Đỗ gia nội quản sự, cùng Diêu thư kỳ phân công quản lý trong ngoài công việc. Thái thái, ngài có cái gì phân phó? Đào Mụ Mụ tiến vào, cấp Trần Thị hành lễ, Trần Thị chiều nàng vẫy vẫy tay, đãi Đào Mụ Mụ để sát vào khi, ở nàng bên tai nói mấy câu. Đào Mụ Mụ trên mặt biểu tình muốn nhiều cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái, nàng nhịn không được hỏi, thái thái, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì, đừng hỏi, ta đều có dụng ý, ngươi chiều ta, phân phó đi làm là được. Trần Thị xua xua tay, luôn luôn nghe lời Đào Mụ Mụ lại không có động, mà là lời nói thấm thía mà khuyên Trần Thị nói, thái thái, ngài nghe lão nô một tiếng khuyên, làm như vậy không tốt. Vốn dĩ thiếu gia lớn lên như vậy xinh đẹp, đã bị người khố môi múa mép tử, nếu là người khác phát hiện hắn trong viện thế nhưng có một cái như vậy,
diện mạo gã sai vặt, ngài để cho người khác nghĩ như thế nào? Trần thị vừa nghe liền trừng mắt dựng ngược, khua môi, múa mép, ai nhai nhà ta Cẩm Ninh lưỡi căn tử, không ai, trong nhà không có cái nào hạ nhân dám nói loại này nhàn thoại. Đào mụ mụ chạy nhanh làm sáng tỏ, lão nô chỉ là đánh cái cách khác, rốt cuộc thiếu gia diện mạo ở nơi đò bãi đâu, đến bây giờ còn không đón dâu, người ngoài không rõ nội tình, khó tránh khỏi sẽ có chút suy đoán. Trần thị cũng biết đào mụ mụ nói chính là tình hình thực tế, Đỗ Cẩm Ninh như vậy, bị người ta nói nhàn thoại không thể tránh được, nàng khoát tay, được rồi, ta biết, bất quá việc này ngươi đừng động, chỉ ấn ta phân phó làm chính là. Thái thái đào mụ mụ thấy khuyên nàng bất động, chỉ phải tìm lối tắt, nếu không ngài hỏi một chút thiếu gia như thế nào, nếu thiếu gia cũng đồng ý, lão nô liền đem người đưa đi, ý của ngươi là, nếu thiếu gia không đồng ý, ta liền sai xử bất động ngươi. Trần thị mắt lẽ xem nàng, có vẻ thập phần không cao hứng, đào mụ mụ cụp mi rũ mắt, lão nô không dám, nếu không dám, liền, chiếu ta nói làm. Thấy đào mụ mụ vẫn là bất động, Trần thị cũng lấy nàng không có biện pháp, chỉ phải nói, thiếu gia cũng là đồng ý làm như vậy, dù sao có cái gì hậu quả, thiếu gia tuyệt không sẽ trách ngươi là được. Đào mụ mụ nghĩ nghĩ, chỉ phải lên tiếng là, hành lễ lui đi ra ngoài. Trần thị lúc này mới thở ra một hơi, cười mắng một câu, này lão Đông Tây, nàng đương nhiên không phải đối đào mụ mụ bất mãn, đào mụ mụ làm như vậy, nàng ngược lại càng tán thành đào mụ mụ. Trung tâm, chỉ là, đào mụ mụ không biết tình, căn bản không biết nàng dụng tâm lương khổ a. Hai ngày sau, Đỗ Cẩm Ninh lại đứng ở cửa thành trước, lúc này đây thủ thành quan binh không bao giờ giống như trước như vậy, chỉ trang không phát hiện nàng, giáo úy trực tiếp từ tường thành thủ vệ chỗ xuống dưới, cùng Đỗ Cẩm Ninh chào hỏi, nhiệt tình mà mời nàng đi thủ vệ chỗ ngồi ngồi, ngài chỉ cần nói ngài chờ ai là được. Dù sao vào thành đều phải tra lộ dẫn, nhìn đến ngài chờ, người, ta làm tiểu binh nhóm đi lên thông chi ngài, Đỗ Cẩm Ninh cũng không muốn ở chỗ này đứng, tới tới lui lui người đều phải nhìn nàng hai mắt không nói, nhân đánh giá không chuẩn Tề Mộ Viễn khi nào đến, nàng tới tương đối sớm, nếu là ở chỗ này chạm thượng nửa cái một canh giờ, thật đúng là không phải chuyện này nhi, nàng nói một tiếng tạ, đem Tề Mộ Viễn tên cùng diện mạo hơi cùng thủ thành binh lính giao đãi. Lại để lại một cái gã sai vặt ở dưới nhìn, liền đi theo giáo úy, đi thủ vệ chỗ nghỉ chân, căn cứ Tề Mộ Viễn tin nói tin tức, hôm nay hẳn là hắn xin nghỉ nhật tử, nếu hắn tương đối nóng lòng lại đây, hẳn là buổi sáng kinh thành cửa thành mới vừa khai thời điểm xuất phát, cưỡi ngựa phi nước đại, Đỗ Cẩm Ninh tính quá hắn cước trình, nếu giữa trưa chỉ tùy tiện ăn chút lương khô, mà không phải dừng lại nghỉ chân nói, hắn hẳn là có thể ở giờ thân tới Nhuận Châu. Đỗ Cẩm Ninh là trước tiên non nửa cái canh giờ đến, nhưng không nghĩ tới nàng tới, rồi thủ vệ chỗ vừa mới vừa ngồi xuống, còn không có tiếp nhận giáo uy phao trà, liền thấy gã sai vặt vọt thẳng tới, trong miệng kêu lên, thiếu gia, Tề thiếu gia tới rồi, ngượng ngùng, ta trước đi xuống, Đỗ Cẩm Ninh cùng giáo uy xin lỗi gật gật đầu, liền hạ thành lâu, hỏi gã sai vặt nói, ở nơi nào, gã sai vặt một lóng tay cửa thành. Đỗ Cẩm Ninh liền nhìn đến Tề Mộ Viễn lộ ra trắng tinh chỉnh tề hàm răng, chính hướng về phía chính mình cười, tuy phong trần, mệt mỏi, cả người mặt xám mày cho, nhưng xem ở Đỗ Cẩm Ninh trong mắt, hắn vẫn như cũ là như vậy anh Tuấn, Đỗ Cẩm Ninh tâm tình lập tức trở nên phi dương lên, chạy tới đến trước mặt hắn đứng yên, ngươi như thế nào tới sớm như vậy, trên đường sốt ruột lên đường đi, nói đến mặt sau, tràn đầy oán trách chi ý, vội vã gặp ngươi sao. Tề Mộ Viễn nói, hai người ngươi xem ta, ngươi xem ngươi, liền như vậy đứng ở cửa thành, đối với ngấy ngô cười lên, uy, vị này tiểu ca, ngươi rốt, cuộc có vào hay không thành, một cái xếp hạng Tề Mộ Viễn, mặt sau đẩy xe đẩy tay hán tử hướng về phía hai người hét lớn, Đỗ Cẩm Ninh lúc này mới phát hiện, vừa rồi Tề Mộ Viễn chính làm thủ vệ quân tốt kiểm tra lộ dẫn, vừa lúc đứng ở cửa thành, đại khái gã sai vặt xa xa nhìn đến Tề Mộ Viễn. Liền chạy đến thành lâu kêu nàng, nàng xuống dưới hắn vừa vặn vào thành, nga nga, xin lỗi, Tề Mộ Viễn chạy nhanh hướng trong đi, tránh ra một cái lộ, Đỗ đại nhân, vị này chính, là đi theo Đỗ Cẩm Ninh từ thành lâu xuống dưới giáo úy hỏi, đây là Tề đại nhân, ta cùng trường, hiện tại ở đại lý tự nhậm chức,
Đỗ Cẩm Ninh vô tình nhiều lời, chiều giáo úy chắp tay, liền cáo từ rời đi, cùng Tề Mộ Viễn cùng thượng nàng mang đến xe ngựa, Thanh Mộc Tắc cưỡi ngựa cùng xem cờ đi theo. Đỗ đại nhân, quả nhiên là bối cảnh thâm hậu a. Quân tốt cùng giáo úy cảm khái một câu, giáo úy thâm chấp nhận. Đỗ phủ, Đào Mụ Mụ chính diện vô biểu tình mà dạy dỗ một cái. 16-17 tuổi thiếu niên bưng trà đổ nước, ngươi bối hẳn là càng cong một ít, nước trà mới sẽ không sái ra tới. Ngươi là gã sai vặt, chỉ cần làm tốt ngươi bổn phận sợ tình liền hảo, không cần cười. Trần Thị đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn trong phòng cái kia thiếu niên càng ngày càng thành thạo động tác, vừa lòng gật gật đầu, xoay người rời đi nơi đó. Diêu Thư Kỳ mày ủ mặt ê mà nhìn trong phòng liếc mắt một cái, đuổi theo Trần Thị, thái thái, chuyện này, ngài liền không, nhiều lắm suy xét, Đào Mụ Mụ không có lá gan phản bội Trần Thị, đem trạng bẩm báo Đỗ Cẩm Ninh, nơi đó đi Đỗ Cẩm Ninh đã nhiều ngày ở thôn Trang Thượng, Đào Mụ Mụ tưởng cáo trạng cũng không từ cáo khởi, bất quá hôm nay Diêu Thư Kỳ vì chiêu đãi Tề Mộ Viễn, đi theo Đỗ Cẩm Ninh từ thôn Trang lần trước tới. Nàng vẫn là nhịn không được đem chuyện này nói cho Diêu Thư Kỳ. Trần Thị dừng bước, cảnh cáo Diêu Thư Kỳ nói, ngươi nếu là dám can đảm đem việc này nói cho thiếu gia, ta liền trực tiếp đem ngươi toàn ra bán. Ngươi đừng cho là ta là hù dọa ngươi, làm một cái chủ mẫu, ta muốn bán một quản gia, cũng không cần trải qua ai đồng ý. Thiếu gia là cái hiếu thuận hài tử, nàng không có khả năng vì ngươi ngỗ nghịch ta, nàng nếu muốn tiếp tục làm cái này quan. Nàng cũng không dám, Diêu Thư Kỳ tự nhiên biết, tuy nói thiếu gia thực coi trọng hắn, nhưng lại coi trọng, phân lượng cũng so bất quá thân sinh mẫu thân, còn nữa, đại tống lấy hiếu trị. Thiên hạ, nếu thiếu gia thật ngỗ nghịch Trần Thị, mặc dù Trần Thị không hướng kiện lên cấp trên, thiếu gia chính trị đối thủ cũng có thể lấy này tới công kích thiếu gia, này sẽ là thiếu gia một cái nhược điểm, chính trị tiền đồ cùng hắn như vậy cái hạ nhân quản gia so sánh với, cái nào nặng cái nào nhẹ. Còn muốn nói sao, thái thái, ta biết ngài không phải làm ta sợ, ta cũng sẽ không đi cùng thiếu gia cáo trạng, chỉ là đình, Trần Thị giơ tay Diêu Thư Kỳ thao thao bất, tuyệt, nếu ngươi là tưởng khuyên can ta, như vậy có thể tỉnh tỉnh, những lời này, Đào Mụ Mụ hai ngày này đã ở ta bên tai nhắc mãi quá vô số lần, ta không có hứng thú nghe ngươi lặp lại lần nữa, Diêu Thư Kỳ chỉ phải buồn bực mà nhắm lại miệng. Trần Thị nghiêm khắc mà nhìn Diêu Thư Kỳ liếc mắt một cái, chuyện này, ngươi coi như không biết, dù sao cũng tạo không thành nghiêm trọng hậu quả, không phải sao, đến lúc đó ai cũng không thừa nhận, chỉ nói là kia gã sai vặt. Chính mình ý tứ, liền tính là Tề thiếu gia cũng trách tội không đến thiếu gia trên đầu, mà hắn thân là khách nhân, cũng sẽ không cho ta mặt mũi, trước mặt mọi người đem người đánh chết. Đến lúc đó, ta trong lén lút đem gã sai vặt xử lý chính là... Nàng dừng một chút, quay đầu lại nhìn Diêu Thư Kỳ liếc mắt một cái, yên tâm, ta lại không phải kia trở tàn nhẫn độc ác người, ta sẽ cho một số tiền làm hắn đi, sẽ không muốn hắn tánh mạng. Diêu Thư Kỳ vô ngỡ, cũng thập phần uốn lượn, thái thái, ta không như vậy tưởng, cũng trước nay không như vậy nghĩ tới. Trần Thị không nói gì, chiếu nơi xa nha hoàn vẫy vẫy tay, hai cái tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới, thái thái, về đi. Trần Thị nói, chiều chính mình sân đi đến, nhìn theo Trần Thị rời đi, Diêu Thư Kỳ thật dài mà thở ra một hơi, Trần Thị càng ngày càng giống một cái thượng tầng xã hội đương gia thái thái, trên người đã có một cổ sát phạt quyết đoán khí thế, Diêu Thư Kỳ đã vì thiếu gia, cảm giác vui mừng, lại thế hắn lo lắng, vui mừng chính là, có như vậy một cái mẫu thân, nếu nàng không đáng hổ đồ, sẽ là thiếu gia con đường làm quan một đại trợ lực. Nhưng nếu phạm khởi hồ đồ tới, lực sát thương lại tăng nhiều, không biết có thể hay không cấp thiếu gia mang đến đại phiền toái. Diêu quản gia, thiếu gia bọn họ đã trở lại, một cái gã sai vặt chạy tới bẩm, Diêu Thư Kỳ lại không kịp nghĩ đến những cái đó có không, lập tức vội vàng đi trước môn, nghênh đón Tề Mộ Viễn cùng nhà mình thiếu gia. Trần Thị bên kia cũng được đến tin tức, nàng làm người nói cho Đào Mụ Mụ, làm Lam Mộc chạy nhanh đi nghe Phong Hiên. Tham khảo Thanh Mộc tên, Trần Thị đều lười đến cấp cái này, ngốc không được mấy ngày gã sai vặt tưởng cái gì tên hay, trực tiếp cho hắn sử dụng, Lam Mộc tên này. Đỗ Cẩm Ninh cùng Tề Mộ Viễn xuống xe, một bên hướng trong đi, một bên giới thiệu một chút Đỗ phủ các nơi phân bố. Tề Mộ Viễn nghe Đỗ Cẩm Ninh nói chính mình ban đầu ở tại một cái tứ phía trống trải sân,
còn cố ý làm Đỗ Cẩm Ninh đường vòng lãnh hắn đi nhìn một chút, làm một cái đặc vụ cơ cấu đầu đầu. Tề Mộ Viễn liếc mắt một cái liền nhìn ra Đỗ Cẩm Ninh viện này diệu dụng, hắn mãn hàm thâm ý mà nhìn Đỗ Cẩm Ninh liếc mắt một cái này sân không tồi, hắn chỉ trống trải mặt nước, bất quá, nếu thực sự có người muốn đánh lén ngươi, như vậy rộng lớn mặt nước kỳ thật cũng là cái sơ hở, chỉ cần phái bơi lội tương đối lợi hại người lặn, xuống nước qua đi, liền có thể sờ tiến ngươi sân, lại còn có gọi người khó lòng phòng bị. Đỗ Cẩm Ninh tán đồng gật gật đầu, điểm này ta cũng nghĩ đến, bất quá ta chính là một cái phổ thông thông quan viên, chuyên tâm làm nông nghiệp, dựng địch lại không nhiều lắm, hẳn là sẽ không có người như vậy muốn ta mạng nhỏ đi, trước kia không có, hiện tại Tào Hồng Thọ khẳng định rất muốn ngươi mạng nhỏ. Tề Mộ Viễn nói, kia hắn cũng đến có kia bản lĩnh, Đỗ Cẩm Ninh cười nói, sau đó chỉ dọc theo hồ nước bờ biển loại một vòng thực vật xanh, nhìn đến không có. Cho dù có người bơi lội lại đây, muốn thuận lợi lên bờ, cũng không dễ dàng, mà chờ bọn họ đem này đó bụi gai chém rớt, ta hổ viện đã sớm đúng chỗ. Đỗ Cẩm Ninh là làm gì đó, đời trước chính là nghiên cứu thực vật. Tuy rằng đối này bờ sông phòng hộ thi thố có rất nhiều loại, nhưng nhất kinh tế dễ dàng nhất làm được, tự nhiên là vây quanh bờ sông loại thượng một hàng mang thứ thực vật, này, đó thực vật không riêng khởi phòng hộ tác dụng. Khai ra tới xinh đẹp hoa nhi còn có thể trang điểm sân, một công đôi việc. Tề Mộ Viễn ánh mắt sáng lên, tiến lên cẩn thận mà đánh giá những cái đó thực vật, hỏi, này đó đều là cái gì chủng loại, tuy rằng có tử mệnh lệnh, Tề Mộ Viễn không thể đem hắn hiện tại làm sự cùng Đỗ Cẩm Ninh nói rõ, nhưng ở hắn cố ý vô tình lộ ra dưới, Đỗ Cẩm Ninh rất rõ ràng, mà biết Tề Mộ Viễn hiện tại ở giúp Triệu Ngộ làm chuyện gì, nàng biết mấy thứ. Này, không chuẩn đối Tề Mộ Viễn có trọng dụng, liền cẩn thận mà đem thực vật tên cùng sinh trưởng tập tính cấp giới thiệu một lần, hiểu biết này đó, Tề Mộ Viễn đối Đỗ Cẩm Ninh này tòa cô đảo dường như tiểu viện càng thịnh, ở nơi này, xác thật thực thanh tĩnh, Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu, hiện tại còn hào, nhưng quá một trận liền không được, nàng chỉ bên ngoài đồng ruộng, tới rồi mùa hè, ếch xanh kêu lên, đại gia ngạc nhiên, không khỏi nở nụ cười, thật đúng là... Này một mảnh, đồng ruộng ở Mạ Thanh Thanh trường ra tới sau còn rất cảnh đẹp ý vui, nhưng không chịu nổi đồng ruộng ếch xanh nhiều nha, mùa hè buổi tối, ếch xanh một kêu lên, Đỗ Cẩm Ninh ở trong phòng cũng đừng muốn ngủ, cho nên, ta tính toán dọn tới Nguyệt Các đi ở, Đỗ Cẩm Ninh nói, ở đến Nguyệt Các bên cạnh, có một chỗ tiểu viện kêu nghe phong hiên, ngươi mấy ngày nay liền ở tại nơi đó, nàng chỉ phía trước một phương hướng, đi thôi, chúng ta qua đi. Đoàn người tới rồi nghe, phong hiên cửa, Đỗ Cẩm Ninh đang muốn thỉnh Tề Mộ Viễn đi vào, nhìn đến sân cửa đứng một vị thanh y mũ quả dưa xa lạ gã sai vặt, nàng tươi cười liền đọng lại ở trên mặt, làm sao vậy, Tề Mộ Viễn lập tức phát hiện Đỗ Cẩm Ninh khác thường, Đỗ Cẩm Ninh biết chính mình nếu là không làm ra giải thích hợp lý, sợ là không thể gạt được nhạy bén Tề Mộ Viễn, nàng chỉ vào cái kia gã sai vặt, hỏi Diêu Thư Kỳ nói. Diêu quản gia, đây là sự tình tới rồi này một bước, Diêu Thư Kỳ cũng không có biện pháp, chỉ phải căng ra đầu nói, thái thái nói người trong nhà tay không đủ, lần trước liền mua mấy cái hạ nhân, cái này gã sai vặt chính là trong đó một cái, trong khoảng thời gian này Đào Mụ Mụ vẫn luôn gọi người dạy dỗ bọn họ quy củ, hôm nay mới đưa bọn họ phái hướng các nơi, Đỗ Cẩm Ninh thật sâu nhìn cái kia gã sai vặt liếc mắt một cái này gã sai vặt, 16-17 tuổi. Chợt vừa thấy cũng liền lớn lên so người bình thường chỉnh tề một chút, nhưng, cẩn thận vừa thấy, hắn mặt mày thập phần tinh xảo, làn da sạch sẽ trắng nõn, càng làm cho người không rời mắt được chính là, hắn trên người có một loại nói không rõ khí chất, nói như thế nào đâu, có vài phần u buồn, lại vài phần siêu nhiên xuất trần, hướng chỗ đó vừa đứng, thế nhưng tự thành phong trào cảnh, làm người nhịn không được đi tìm tòi nghiên cứu hắn quá vãng cùng nội tâm. Thật là làm khó Trần Thị có thể tìm được như vậy một người, Diêu Thư Kỳ khẩn trương mà nhìn nhà, mình thiếu gia, trong lòng cầu nguyện thiếu gia có thể tìm cái lấy cớ, đem cái này gã sai vặt đuổi đi, thiếu gia như vậy thông minh, hẳn là sẽ cảm giác việc này kỳ quặc đi, trong nhà chủ tử liền hai người, hạ nhân lại cũng không ít, thái thái cùng thiếu gia lại, từ trước đến nay không phải kia chờ chú ý xa xỉ phô trương, có một số việc thậm chí thích kinh nghiệm bản thân thân vì... tỷ như thiếu gia, trong viện trừ bỏ một cái thanh mộc, cộng thêm một cái ở thanh mộc nghỉ ngơi khi,
chờ đợi triệu hoán gã sai vặt, đều không thế nào sai xử hạ nhân, đó là liền quần áo, đều phải chính mình tẩy, cho nên phía trước vô luận là thiếu gia vẫn là thái thái, đều không có lại mua người tính toán. Hiện tại thái thái không biết từ nơi nào tìm cái này Lam Mộc tiến vào, còn lớn lên như vậy một bộ quỷ bộ dáng, còn đưa đến nghe Phong Hiên tới nghe sai xử, muốn nói phương diện này không quỷ, ai tin tưởng đâu, liền hắn đều nhìn ra được tới, thiếu gia như thế nào sẽ nhìn không ra này trong đó không đúng. Tề thiếu gia, chính là đương triều cầm quyền đại thần Tề Bá Côn âu yếm tôn tử, nếu là hắn ở Đỗ gia ra chuyện gì, Tề Bá Côn lão đại nhân nóng giận, kia hậu quả Diêu Thư Kỳ nhịn không được đánh cái dùng mình. Hắn mắt trông mong mà nhìn Đỗ Cẩm Ninh, nhưng Đỗ Cẩm Ninh nhìn Lam Mộc liếc mắt một cái sau, liền thu hồi ánh mắt, quay đầu đối Tề Mộ Viễn nói, mời vào. Tề Mộ Viễn mãn tâm mãn nhãn chỉ có Đỗ Cẩm Ninh, căn bản không đem những người khác để ở trong lòng, hơn nữa giống nhau ở nhà người khác làm khách, chủ nhân gia tổng muốn bị thượng một hai cái hạ nhân lấy cung sai xử, đây là hết sức bình thường sự tình. Cho nên không riêng Tề Mộ Viễn không đem Lam Mộc xem ở trong mắt, đó là xem cờ cũng không hướng trong lòng đi, Diêu Thư Kỳ lòng tràn đầy thất vọng. Đoàn người vào nghe Phong Hiên, Lam Mộc đãi tất cả mọi người đều đi vào lúc sau, cũng lẳng lặng mà đi theo phía sau đi vào, sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà, đứng ở hành lang hạ, một bộ quy củ hạ nhân bộ dáng. Diêu Thư Kỳ xem Đỗ Cẩm Ninh cùng Tề Mộ Viễn vào nhà đi, nhịn không được đi đến Lam Mộc bên người, cảnh cáo hắn hai câu. Lam Mộc nhìn Diêu Thư Kỳ liếc mắt một cái, không có lên tiếng. Đỗ Cẩm Ninh mang theo Tề Mộ Viễn vào hắn trụ nhà ở dạo qua một vòng, xác định mọi thứ đều đầy đủ hết, Tề Mộ Viễn cũng tỏ vẻ không có gì thiếu, nàng lúc này mới mang theo Diêu Thư Kỳ cùng Thanh Mộc lui ra tới, lưu ra thời gian cấp Tề Mộ Viễn rửa mặt trải đầu sửa sang lại. Vào đến Nguyệt Các, Diêu Thư Kỳ liền gấp không chờ nổi nói, thiếu gia, vị kia Lam Mộc, ngài xem muốn hay không đem hắn kêu ra tới. Tề thiếu gia nơi đó liền tính muốn người nghe triệu hoán, cũng không cần phải như vậy một tân nhân đi. Vạn nhất hắn đắc tội Tề thiếu gia. Đỗ Cẩm Ninh trầm mặc trong chốc lát, hỏi, đây là thái thái ý tứ đi, là, vậy nghe thái thái an bài đi. Đỗ Cẩm Ninh thở dài một hơi, nàng cùng Tề Mộ Viễn cùng nhau lớn lên, đối với Tề Mộ Viễn làm người cùng cảm tình, nàng vẫn là có tin tưởng. Nhưng trong lòng trung quy vẫn là có chút tò mò, muốn biết Tề Mộ Viễn xu hướng giới tính có phải hay không thực sự có vấn đề, vẫn là chỉ thích nàng một cái. Nếu là người trước, nàng tự nhiên sẽ không theo Tề Mộ Viễn đi xuống đi, cho nên, nàng quyết định không ngăn cản Trần Thị. Tề Mộ Viễn hơi thêm rửa mặt chải đầu lúc sau, liền đi bái kiến Trần Thị. Tuy nói đứa nhỏ này cũng coi như là chính mình nhìn lớn lên, trước kia ngày lễ ngày Tết, Tề Mộ Viễn đều sẽ đi cấp Trần Thị thỉnh an, nhưng lúc này đây Trần Thị đã biết hắn cùng Đỗ Cẩm Ninh tình nghĩa, nhìn đến Tề Mộ Viễn kia tuấn lãng khuôn mặt, cao lớn dáng người, cảm giác cùng trước kia lại hoàn toàn không giống nhau, hiện tại nàng thật là xem con rể tâm tính. Ngươi trong khoảng thời gian này, tựa hồ gầy, nàng hiền lành mà đoan trang Tề Mộ Viễn, sai sợ lại nhiều lại mệt, cũng đến hảo hảo ăn cơm ngủ, cũng không thể ngao hỏng rồi. Thân mình, đại khái là yêu ai yêu cả đường đi, Tề Mộ Viễn, ở Trần Thị trước mặt hoàn toàn đã không có ngày thường kia người sống chớ gần thanh lãnh, mà là một bộ nho nhã lễ độ bé ngoan tư thái, đa tạ bá mẫu quan tâm, gần nhất sợ tình là vội chút, có đôi khi chưa kịp ăn cơm, sau khi trở về nhất định chú ý, này liền đúng rồi sao, lại vội cũng không thể mệt thân thể, Trần Thị cười tủm tỉm địa đạo. Nói chuyện phiếm hai câu, đãi Tề Mộ Viễn thần sắc thả lỏng, Trần Thị đột nhiên hỏi nói, tiểu viễn năm nay 17 tuổi đi, ngươi hiện tại còn không thành thân, ngươi tổ phụ cùng cha mẹ ngươi không bức ngươi. Tề Mộ Viễn lập tức khẩn trương lên, cho rằng Trần Thị đối chuyện này có ý kiến gì không. Hắn nói, ta không nghĩ thành thân, bọn họ cũng vô pháp, nói, hắn mắt trông mong mà nhìn Trần Thị, nếu là Trần Thị không đồng ý hắn cùng Đỗ Cẩm Ninh quan hệ, tưởng buộc Đỗ Cẩm Ninh thành thân, hắn thật vất vả tranh thủ tới rất tốt cục diện liền phải thay đổi. Trần Thị nghe xong, vẫn như cũ là kia phó cười tủm tỉm bộ dáng, phải không, thiên hạ cha mẹ, liền không có định nổi chính mình hài tử, chỉ cần ngươi kiên trì, là có thể dựa vào tâm ý của ngươi sinh hoạt. Nhìn đến Tề Mộ Viễn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, nàng hơi hơi mỉm cười, bưng lên chén trà, ngươi hôm nay cưỡi một ngày mã, nghĩ đến cũng mệt mỏi, sớm chút trở về nghỉ tạm đi.
Tề Mộ Viễn đại hỉ, thiệt tình thực lòng mà cấp Trần thị thật sâu làm cái ấp, đa tạ bá mẫu lý giải, đa tạ bá mẫu duy trì. Như vậy Tiểu Viễn liền trước cáo tờ, chờ ra chính viện, hắn còn cùng Đỗ Cẩm Ninh cảm khái nói, không nghĩ tới bá mẫu là như thế này một cái thiện giải nhân ý trưởng bối, nàng thật sự là quá tốt. Biết hắn muốn cùng Đỗ Cẩm Ninh ở bên nhau, hắn cha mẹ phản ứng liền không nói, nhất có thể lý giải hắn tổ phụ nhìn về phía hắn ánh mắt đều là thật sâu bất đắc dĩ cùng thở dài. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có trưởng bối như vậy lý giải cùng duy trì hắn cùng Đỗ Cẩm Ninh, đặc biệt là người này vẫn là Đỗ Cẩm Ninh thân sinh mẫu thân. Hắn trong lòng đối Trần thị tràn ngập cảm kích. Đỗ Cẩm Ninh cười mà không nói, trở lại nghe Phong Hiên, Đỗ Cẩm Ninh làm người bày đồ ăn đi lên, nàng cùng Tề Mộ Viễn tương đối mà ngồi, ăn cơm chiều, liền đứng lên nói, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, sớm chút nghỉ ngơi đi. Cẩm Ninh, Tề Mộ Viễn thật vất vả từ kinh thành lại đây, cũng liền ngốc này mấy cái canh giờ thời gian, ngày mai buổi sáng phải trở về. Lúc này, hắn tự nhiên không muốn làm Đỗ Cẩm Ninh rời đi. Đỗ Cẩm Ninh tự nhiên minh bạch hắn y tứ, đêm nay nói chuyện, cùng ngày mai buổi sáng dậy sớm nói chuyện, là giống nhau, ngươi mệt mỏi một ngày, không bằng trước nghỉ ngơi, ngày mai lên hai ta tái hảo hảo nói chuyện. Nàng cười nói, ta ngày mai không đi nha môn, ngươi yên tâm, hảo đi. Tề Mộ Viễn chỉ phải phóng nàng đi. Đỗ Cẩm Ninh trở lại đến Nguyệt Các, kêu Thanh Mộc đề ra nước ấm tiến vào, thất thần mà nhanh chóng tắm rửa một cái, liền khoác tóc ngồi ở hành lang hạ, chờ bên kia sân động tĩnh, leng keng a một tiếng thùng nước rơi xuống đất thanh âm, một tiếng hô đau tiếng vang, ẩn ẩn từ nghe Phong Hiên bên kia chuyển đến, ngay sau đó, Thanh Mộc liền tới gõ vang lên thanh âm, thiếu gia Đỗ Cẩm Ninh đem tóc một vãn, đi qua đi đem viện môn mở ra, làm sao vậy, ngài qua đi nhìn xem đi. Thanh Mộc muốn nói lại thôi, Đỗ Cẩm Ninh đi nghe Phong Hiên, liền nhìn đến Tề Mộ Viễn trong phòng đầy đất đều là thủy, cái kia kêu Lam Mộc gã sai vặt che lại ngực ngồi ở ướt lộc cộc trên mặt đất, quần áo nửa xưởng, lại vẻ mặt quật cường mà cắn môi không rên một tiếng. Tề Mộ Viễn ăn mặc một thân trung y, vẻ mặt tức giận mà đứng ở bên cạnh, xem cờ tắc chính luống cuống tay chân mà nhảy ra một kiện áo ngoài cho hắn phủ thêm. Đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Cẩm Ninh hỏi. Lam Mộc thấy được nàng tiến vào, không riêng không có xin tha, ngược lại rũ xuống mí mắt, vẻ mặt hờ hững, xem cờ lại thập phần tức giận mà chỉ vào Lam Mộc nói, hắn nói muốn để nước ấm tiến vào, hơn nữa thập phần kiên trì, ta nghi hắn là mới tới hạ nhân, khả năng nóng lòng biểu hiện, liền làm hắn vào được, ai biết hắn nhìn về phía Tề Mộ Viễn, kỳ thật hắn cũng không biết vừa rồi ở trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Là nghe được thùng nước tiếng vang cùng hô đau thanh mới chạy vào, bất quá này không để phòng ngại hắn nhìn đến trước mắt cảnh tượng, suy đoán vừa rồi, nhất định đã xảy ra làm nhà mình thiếu gia thập phần không thoải mái sự, nếu ở nhà người khác làm khách, phát sinh như vậy sự, hắn một cái làm gã sai vặt tự nhiên khó mà nói cái gì, nhưng đây là ở Đỗ Cẩm Ninh gia, Đỗ Cẩm Ninh cùng Tề Mộ Viễn tương giao tâm đầu ý hợp, so thân huynh đệ con thân. Hắn biết Đỗ Cẩm Ninh tuyệt đối sẽ không bởi vì trong nhà hạ nhân làm Tề Mộ Viễn chịu ủy khúc, lúc này mới càng bếp đại mụn nước, dành trước cùng Đỗ Cẩm Ninh cáo trạng. Tề Mộ Viễn không nói gì, lại nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh, Đỗ Cẩm Ninh trong lòng nhảy dựng, một cổ điểm xấu dự cảm nảy lên trong lòng. Tề Mộ Viễn ngày thường mặc kệ biểu hiện có bao nhiêu thanh lãnh, nhưng nhìn về phía nàng ánh mắt trước nay đều là ấm áp, ẩn chứa thật sâu tình ý, nhưng hiện tại hắn ánh mắt lại không có ngày thường ấm áp, mà là tràn ngập xem kỹ cùng hoài nghi, còn có một mặt thương tâm cùng thất vọng, hắn khẳng định sinh ra nghi ngờ, hoài nghi. Cái này Lam Mộc là nàng phái tới thử hắn, nàng há miệng thở dốc, muốn giải thích, lại bỗng nhiên phát hiện như thế nào giải thích đều là uổng phí. Người tuy không phải nàng phái, nhưng lại là nàng ngầm đồng ý. 50 bước cùng 100 bước, bản chất cũng không có cái gì khác nhau. Nàng trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói, Thanh Mộc, đem hắn mang đi ra ngoài, giao cho Thái Thái cùng Diêu quản gia xử lý, là, Thanh Mộc đi ra phía trước, đem Lam Mộc kéo túm lên, mang, theo đi ra ngoài, lập tức có hạ nhân tiến lên đem trên mặt đất thủy kéo sạch sẽ, lại có người đề ra hai thùng nước ấm tới, làm Tề Mộ Viễn tắm gội, nhìn đến này đó hạ nhân không cần triệu hoán liền chủ động tiến vào hỗ trợ.
con xử lý đến như thế chu đáo. Đỗ Cẩm Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, liền nhìn đến Diêu Thư Kỳ đứng ở nàng phía sau cách đó không xa, nàng không khỏi xoa xoa ngạch, lúc này, liền tính nàng nói chuyện này nàng không biết tình, Tề Mộ Viễn cũng sẽ không tin, nếu không, như thế nào sẽ như vậy xảo, Đỗ gia hạ nhân giống như biết sẽ phát sinh như vậy sự dường như, làm tốt hết thảy ứng đối thi thố, chỉ chờ sự tình một phát sinh ra được tiến lên xử lý, cái này Diêu Thư Kỳ, quả thực là hảo tâm làm chuyện xấu. Diêu Thư Kỳ cũng là cái cực người thông minh, nếu không mấy năm nay cũng theo không kịp Đỗ Cẩm Ninh nện bước, vừa rồi chỉ Đỗ Cẩm Ninh kia liếc mắt một cái, hơn nữa đầy mặt bất đắc dĩ vô chán động tác, hắn liền ý thức được không? Đúng rồi, lại một nghĩ lại, hắn lúc này, mới phát hiện chính mình làm một kiện ngu xuẩn đến không thể lại xuẩn sự tình, này không phải lại ông tôi ở bụi này sao? Hắn tiến lên một bước, muốn giải thích, nhưng trương miệng mới cùng Đỗ Cẩm Ninh giống nhau. Không biết từ đâu giải thích khởi, được rồi, ngươi đi xuống đi, Đỗ Cẩm Ninh tức giận mà chiều hắn huy một chút tay, xem trong phòng đều thu thập thỏa đáng, nước ấm cũng chuẩn bị tốt, Lưu Mộ Sa quần còn ướt, nàng ném xuống. Một câu, ngươi trước tắm gội, đừng bị hàn, chờ một lát ngươi tẩy xong chúng ta nói nữa, xoay người ra cửa, Diêu Thư Kỳ cùng Đỗ gia vài vị hạ nhân vội vàng rời khỏi nhà ở, xem cờ nhìn về phía Tề Mộ Viễn. Thấy thiếu gia gật gật đầu, liền cũng lui đi ra ngoài, hai người đi kia trong phòng, dọn hai chương ghế nằm ra tới, Đỗ Cẩm Ninh chỉ vào hai cái hạ nhân nói, đãi hai người dọn ghế dựa ra tới, nàng chỉ huy đem ghế nằm phóng tới hành lang hạ, chọn một chương nằm xuống, lúc này mới tức giận mà đối đứng ở hành lang tiếp theo mặt ảo não Diêu Thư Kỳ, dẫn người đều trở về đi, nơi này không các ngươi chuyện gì, Diêu Thư Kỳ cũng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hành lễ, liền mang theo hạ nhân rời đi, xem cờ từ trong phòng ra tới, canh giữ ở cửa, ánh trăng như nước, lẳng lặng mà sái lạc ở cái này trong viện, Đỗ Cẩm Ninh ngồi ở hành lang hạ, ngắm nhìn lung ở dưới ánh trăng thụ cùng mái hiên, Tề Mộ Viễn ở trong phòng ngồi ở một mảnh quân, nhân nhiệt khí giữa, khép hờ mắt, xem cờ thủ vững ở cửa, cùng vách tường cùng nhau tạo thành một đạo phân cách tuyến, đem Tề Mộ Viễn cùng Đỗ Cẩm Ninh phân cách ở không gian hai bên. Một lát sau, Tề Mộ Viễn mở cửa từ trong phòng ra tới, ngồi xuống Đỗ Cẩm Ninh bên cạnh kia trương không ghế trên, hắn chiều xem cờ huy một chút tay, xem cờ vào nhà thu thập đồ vật, hành lễ lui đi ra ngoài, Đỗ Cẩm Ninh quay đầu nhìn Tề Mộ Viễn liếc mắt một cái, vừa thấy dưới, nàng liền có chút ngây, người, cổ đại lộ đều là đường đất, cưỡi ngựa đi một ngày, cả người đều mặt xám mày cho nên Tề Mộ Viễn vừa rồi không riêng tắm rồi. Còn giặt sạch đầu, lúc này hắn một đầu đen bóng tóc dài khoác ở sau đầu, ngũ quan như đao tước giống nhau thập phần lập thể, ở ánh trăng chiếu rọi hạ, có vẻ phá lệ anh tuấn, hơn nữa hắn thân hình cao lớn đĩnh bạt, cả người bởi vì gần đây rèn luyện, khí chất so trước kia thành thục không ít, lúc này đại mã kim đao mà hướng chỗ đó ngồi xuống, cả người khí chàng cùng trước kia có chút bất đồng, mang theo chút phóng đãng không kềm chế được hương vị. Không riêng gì nữ đại 18 biến, nam hải tử cũng giống nhau, Tề Mộ Viễn trưởng thành thục, so trước kia càng đẹp mắt, càng có nam nhân vị, Đỗ Cẩm Ninh làm một cái kỹ thuật trạch, tuy rằng thích những thứ tốt đẹp, nhưng cũng không phải, nhan tức hết thảy người, nàng càng coi trọng nội hàm mà không phải bề ngoài, nhưng như vậy tuấn lang đầy người nam nhân vị Tề. Mộ Viễn ngồi ở bên người nàng, nghĩ lại người này đối chính mình tình ý. Nàng tâm vẫn là nhịn không được lậu nhảy hai chụp, thiên lúc này, Tề Mộ Viễn quay mặt đi tới, nhìn về phía nàng, hắn đôi mắt thâm thúy, thanh âm trầm thấp mà trong sáng, ta cũng không phải thích nam nhân, ta là thích ngươi, hắn dùng hắc thạch giống nhau con ngươi lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Đỗ Cẩm Ninh, xác thực nói, ta thích chính là ngươi linh hồn, vô luận ngươi là nam hay là nữ, lớn lên cái dạng, gì, chỉ là bởi vì ngươi là ngươi. Cho nên ta mới thích, dừng một chút, hắn nói, đừng còn như vậy thử ta, ngươi như vậy, ta cảm thấy là đối ta vũ nhục, ta thích ngươi, cùng thịt dục không quan hệ, cùng nam nữ không quan hệ, ngươi nếu là không hiểu, hắn cười một chút, tươi cười mang theo một mạt chua xót cùng bất đắc dĩ, không, ta hiểu, Đỗ Cẩm Ninh chạy nhanh nói, nàng biết không giải thích không được, ta nếu là nói, hôm nay này vừa ra không phải ta chủ ý, mà là ta. Nương nhất ý cô hành, ngươi tin sao? Tề Mộ Viễn nhìn chăm chú Đỗ Cẩm Ninh,
con ngươi dần dần sáng lên, thật sự, Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, ta tin, Tề Mộ Viễn mày lập tức giãn ra mở ra, rồi lại mang theo tràn đầy không dám tin tưởng, bá mẫu đây là đồng ý ta cùng ngươi như vậy kết giao, Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, một mạt ý cười từ Tề Mộ Viễn bên môi đẩy ra, vui sướng tràn đầy hắn mặt mày chi gian, như nhau một bức sơn trọng thủy sa tranh thủy mặc, làm Đỗ Cẩm Ninh không rời được mắt, nàng thích nhất hắn như vậy tươi cười. Nàng nhịn không được cũng đi theo mỉm cười lên, tình ý như sáng tỏ ánh trăng, ở hai người bốn phía đưa tình chảy xuôi, tràn ngập ở hai người trái tim. Cẩm Ninh ân, ta có thể thân ngươi sao? Đỗ Cẩm Ninh sửng sốt, từ kiều diễm trung tỉnh táo lại, nàng lắc đầu, thái độ thật kiên quyết, không được, vì cái gì, ngươi vừa rồi còn nói thích ta, cùng thịt dục không quan hệ. Đỗ Cẩm Ninh nghĩa chính từ nghiêm, Tề Mộ Viễn không nghĩ tới chính mình đào cái hố cấp chính mình nhảy, hắn thích Đỗ Cẩm Ninh, xác thật cùng thịt dục không quan hệ, cho nên đối với Lam Mộc xuất hiện hắn mới như vậy tức giận, hắn cảm thấy đây là làm bẩn hắn phần cảm tình này, nhưng ngày ấy, làm trò Lỗ Quốc trưởng công chúa mặt, Đỗ Cẩm Ninh hôn hắn, cái loại này điềm mỹ cùng cam hinh, làm hắn thực tùy biết vị, tổng tưởng lại nhấm nháp một chút, đặc biệt là hiện tại, hai người cửu biệt gặp lại, tình đến chỗ sâu. Trong, ánh trăng mê người, không người quấy rầy, hắn thật sự rất muốn đem Đỗ Cẩm Ninh ủng tiến trong lòng ngực, thật sâu mà hôn môi nàng, nhìn đến Tề Mộ Viễn uể oải biểu tình, Đỗ Cẩm Ninh hít sâu một hơi, đứng lên, được rồi, đêm đã khuya, ta đi trở về, nàng không thể đáp ứng hắn, hai người đều là huyết khí phương cương tuổi tác, lại dùng tình sâu vô cùng, nếu lại ra thịt thân cận, ý loạn tình mê dưới sẽ tiến thêm một bước phát sinh cái gì. Thật đúng là khó mà nói, liền tính không lau súng cướp cò, nàng chân thật giới tính cũng nhất định giấu không được, hiện tại còn không đến nói cho Tề Mộ Viễn chân tướng thời điểm, lại ngồi trong chốc lát, Tề Mộ Viễn trong giọng nói mang theo uốn lượn, ta không yêu cầu thân ngươi, tổng được rồi đi, hai ta cứ như vậy ngồi, hảo hảo nói trong chốc lát lời nói, Đỗ Cẩm Ninh cúi đầu liếc hắn một cái, thấy hắn mắt mang cầu xin chi sắc. Nàng lúc này mới nói, vậy được rồi, trọng lại ngồi trở về, Tề Mộ Viễn không lại ra chuyện xấu, thành thành thật thật mà ngồi ở chỗ kia, bắt đầu cùng Đỗ Cẩm Ninh giảng thuật trong kinh thành phát sinh sợ, cùng với hắn gần đoạn thời gian tới làm, có thể cùng Đỗ Cẩm Ninh nói một chút sợ tình, Đỗ Cẩm Ninh cũng nói một chút Nhuận Châu tình huống, như thế nói, ngày mai ta đi bái phỏng một chút quan đại ca đi, Tề Mộ Viễn nói, Đỗ Cẩm Ninh biết. Tề Mộ Viễn là đại lý tự quan viên, đến Nhuận Châu tới hoàn toàn không cần thiết đi bái phỏng quan gia. Thiên, nếu hắn có thời gian, xem ở quan nhạc cùng phân thượng có thể vừa thấy, nhưng hắn hành trình như thế khẩn trương, còn muốn chờ thời gian đi bái phỏng quan gia Thiên, hơn nữa không phải đêm nay đi, mà là ngày mai buổi sáng đi, đi khẳng định là nha môn. Hắn vì nàng, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Hảo, nàng gật gật đầu. Tiếp nhận rồi Tề Mộ Viễn này phiên tâm ý, nhìn xem bóng đêm đã thâm, nàng không lại ngồi xuống đi, đứng dậy cáo tử, trở lại đến Nguyệt Các, Đỗ Cẩm Ninh ngạc nhiên phát hiện Diêu Thư Kỳ thế nhưng còn đang đợi nàng, có chuyện gì sao, nàng hỏi, lại xua tay, nếu là vì đang nghe Phong Hiên phát sinh sự, ngươi có thể đi trở về, ta lại không trách cứ ngươi, chỉ về sau làm việc trước động động đầu óc, Diêu Thư Kỳ đầy mặt hổ thẹn, là... Tiểu nhân đã biết, bởi vì Diêu Thư Kỳ trước kia cũng là cái người đọc sách, ở bán mình tiến Đỗ ra làm quản gia phía trước, còn làm trưởng quầy, cùng Đỗ Cẩm Ninh chỉ là trên dưới cấp. Quan hệ, cũng không phải chủ tớ, cho nên ở làm quản gia lúc sau, Đỗ Cẩm Ninh cố ý cho phép hắn không tự xưng lão nô, hoặc tiểu nhân, trong tình huống bình thường, Diêu Thư Kỳ cũng đều là lấy, ta tự xưng. Này một chút hắn lại tự xưng khởi tiểu nhân, tới, có thể thấy được đêm nay chuyện ngu xuẩn làm hắn thập phần hổ thẹn, ở Đỗ Cẩm Ninh trước mặt không tự giác mà phóng thấp tư thái, bất quá, tiểu nhân tại đây chờ cũng không gần là vì xin lỗi, hắn lại nói, là thái thái, không yên tâm, làm tiểu nhân đến xem, Tề thiếu gia bên kia hắn ngẩng đầu lên, lo lắng mà nhìn Đỗ Cẩm Ninh, hắn không sinh thiếu gia ngải khí đi. Không có, Diêu Thư Kỳ còn chờ Đỗ Cẩm Ninh nhiều lời hai câu, hảo trở về cùng Trần Thị học vẹt, cũng coi như là có cái giao đãi đâu, lại không nghĩ liền nghe thế hai chữ, Đỗ Cẩm Ninh liền không có nói thêm gì nữa ý tứ, nàng thượng bậc thang, lập tức hướng phòng ngủ đi, tựa hồ tính toán đi ngủ,
Thanh Mộc đứng ở nơi đó như hổ, rình mồi mà nhìn hắn, tựa hồ đang chờ hắn rời đi, chính hắn cũng hảo thế Đỗ Cẩm Ninh đóng lại viện môn trở về ngủ. Ách, thái thái nơi đó, tiểu nhân cũng như vậy cùng nàng nói. Diêu Thư Kỳ chỉ phải hướng về phía Đỗ Cẩm Ninh bóng dáng hỏi. Đỗ Cẩm Ninh dừng bước, nàng quay đầu tới, nhìn Diêu Thư Kỳ liếc mắt một cái, đúng vậy, liền nói như vậy, nói, cũng không quay đầu lại đi vào phòng. Diêu Thư Kỳ chỉ phải trở về chính viện, đem này hai chữ chuyển cáo cho Trần Thị. Trần Thị, ngày thường cũng là thói quen ngủ sớm, hôm nay mí mắt đều đánh nhau, vẫn cường trống không chịu đi ngủ, chính là tưởng chờ biết sự tình kết quả, lại không nghĩ liền chờ tới này hai chữ. Nàng kinh ngạc đến buồn ngủ đều không cánh mà bay, thiếu gia là nói như vậy. Đúng vậy, Trần Thị trầm mặc trong chốc lát, cười khổ nói, đứa nhỏ này, là giận ta. Ta này còn không phải là vì nàng được chứ, nàng phất phất tay, được rồi, ngươi trở về đi, tề thiếu gia nơi đó, ăn dùng hảo sinh, hầu hạ, đừng chậm trễ, không sinh khí liền hảo, không sinh khí nàng liền an tâm rồi. Cái kia Lam Sinh Diêu Thư Kỳ không yên tâm hỏi, Trần Thị nói, ta đáp ưng hắn, việc này hiểu rõ, liền cho hắn 20 lượng bạc, phóng hắn tự do, hiện tại hắn đã cầm tiền rời đi. Như thế nào có thể cứ như vậy thả hắn đi đâu? Diêu Thư Ký tức khắc nóng nảy, hắn nếu là đi ra ngoài loạn nói chuyện, ảnh hưởng thiếu gia cùng tề thiếu gia danh dự làm sao bây giờ, giống Lam Mộc như vậy. Dung mạo, lại chịu bán mình tiến vào, nguyện ý chiếu Trần Thị phân phó đi làm như vậy sự, nói chung đều là xuất thân ti tiện, nếu không chính là thanh lâu sở quán tiểu quan nhi, nếu không chính là câu lan ngói tứ con hát, người như vậy. Mua vào Đỗ phủ sau nhốt ở trong phủ không cho hắn đi ra ngoài gặp người, quá một đoạn thời gian chờ người khác đem hắn đã quên, như vậy xử lý đảo còn hảo, sẽ không cấp Đỗ Cẩm Ninh đưa tới phiền toái, nhưng phóng hắn tự do, người khác biết hắn. Vào Đỗ phủ một đêm đã bị thả đi ra ngoài, nhằm vào với Đỗ Cẩm Ninh lời đồn tất nhiên nổi lên bốn phía, Tào Hồng Thọ cùng Uông Ngọc Quý Đổ, bọn họ gia quyến cũng bị đề lên kinh thành thành, nhưng lạn thuyền còn có tam căn đinh đâu. Luôn có kia đến quá hai người chỗ tốt người muốn cùng Đỗ Cẩm Ninh không qua được, nhìn đến loại sợ tình này bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua, tạo cái giao mà thôi, huệ mà không uổng, nhưng Đỗ Cẩm Ninh nơi này lại phiền toái, như vậy tưởng tượng, Diêu Thư Ký bất chấp cùng Trần Thị giải thích rõ ràng, vội vàng lại đi đến Nguyệt Các. Chuyện gì? Thanh Mộc tờ hắn thủ giá trị trong phòng nhỏ ra tới, hỏi, Diêu Thư Ký biết Thanh Mộc cũng là Đỗ Cẩm Ninh tâm phúc. Liền cũng không giấu giếm, đem sợ tình cùng Thanh Mộc nói, nga, việc này à, thiếu gia trở về tắm gội thời điểm, phân phó ta đi theo Trương Tiếng Thông gieo mấy cái nói qua, cái kia Lam Mộc một bị thái thái thả ra đã bị Trương Tiếng Thông gieo mang đi, thiếu gia nói, chờ tề, thiếu gia rời đi Nhuận Châu hắn rảnh rỗi lại xử lý, Diêu Thư Kỳ lúc này mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá ngay sau đó vẻ mặt của hắn liền tràn ngập uể oải. Chuyện này, thiếu gia không cùng ta nói không có thời gian cùng ngươi nói a. Hơn nữa thiếu gia nói, coi như là ngươi đêm nay làm sai sợ trừng phạt. Thanh Mộc đồng tình mà vỗ vỗ vai hắn, được rồi, ngươi chạy nhanh trở về đi. Thiếu gia ngươi cũng đừng đi quấy rầy hắn, ngày hôm sau dậy sớm, Đỗ Cẩm Ninh rửa. Mặt xong không có luyện quyền, mà là trực tiếp đi nghe phong hiên. So sánh với Đỗ Cẩm Ninh kia tam chân miêu công phu cùng chỉ vì rèn luyện thân thể, mà vào tới sớm luyện. Tề Mộ Viễn mỗi ngày buổi sáng luyện công chính quy cùng nghiêm khắc quá nhiều, tuy nói bởi vì khí giới nguyên nhân, hắn không có biện pháp đi theo trong nhà giống nhau tiến hành các loại huấn luyện, nhưng mấy tranh cương mãnh quyền pháp cùng vài loại đã định huấn luyện luyện xuống dưới, vận động cường độ, cũng không phải là Đỗ Cẩm Ninh cái loại này có thể so sánh. Đỗ Cẩm Ninh lại đây, ngày thường là tính toán thưởng thức một chút soái ca nhan giá trị cùng dáng người. Lại không nghĩ lập tức bị đổ mồ hôi đầm đìa mới vừa đánh xong hai tranh quyền Tề Mộ Viễn, cấp bắt được, tới, hai ta luyện luyện, Đỗ Cẩm Ninh tức khắc khổ mặt, không cần, ta có thể là đối thủ của ngươi sao, Tề Mộ Viễn dị thường nghiêm túc, ngươi tự nhiên không phải đối thủ của ta, nhưng ta muốn kiểm tra một chút ngươi sắp tới hay không chậm chế, công phu hay không lui bước, vốn tưởng rằng lưu cao không có tới, là có thể tránh được một kiếp. Đỗ Cẩm Ninh hấp hồi dãy ruộng. Ta có thể cự tuyệt sao? Không thể, nhìn nhìn thiết diện vô tư giống như bao công Tề Mộ Viễn, Đỗ Cẩm Ninh không cốt khí nhận túng, vậy được rồi, nói xong, nàng nhấc tay,
ta phải đi về thay quần áo, nói, cũng không đợi Tề Mộ Viễn trả lời, liền nhanh như chớp chạy. Tề Mộ Viễn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Mã Bưu ở một bên cười nói, Đỗ thiếu gia này không phải tưởng lười biếng đi, bọn họ những người này luyện võ, đem áo ngoài áo dài một thoát, trực tiếp liền luyện thượng, tới rồi mùa hè dứt khoát liền mình trần ra trận, nơi nào còn cần cố ý đi thay quần áo, tựa như hiện tại, Tề Mộ Viễn cũng chỉ ăn mặc một kiện vô tay áo khinh bạc áo khoác ngoài, lộ ra rắn chắc hữu lực cánh tay, rơi xuống một cái màu nguyệt bạch tơ lụa quần dài. Hành động nhẹ nhàng không ngại là được, thật sự, không chú ý nhiều như vậy, chỉ chốc lát sau, Đỗ Cẩm Ninh đã trở lại, thay đổi một thân nàng cố ý kêu Trần Thị làm cùng hiện đại thái cực, phục giống nhau luyện công phục, trên dưới còn che đến kín mít, xem đến Mã Bưu nhịn không được cười nhạo hai câu, ngươi đây là muốn luyện công sao, xuyên này thân bãi cái giàn hoa nhưng thật ra nhất thích hợp, Đỗ Cẩm Ninh dỗi hắn vẻ mặt, ta vui, ngươi quản được. Tề Mộ Viễn hoàn toàn làm lơ hai người ấu trĩ cãi nhau, đem Đỗ Cẩm Ninh cùng, sách tiểu kê dường như sách đến giữa sân, đứng ở nơi đó nói, hảo, ngươi tới công kích ta, tiểu gia ta rõ ràng là dựa vào tài hoa ăn cơm, nào dùng đến cùng cái mãng phu dường như Đỗ Cẩm Ninh trong miệng lầu bầu một câu, bỗng nhiên cùng trận gió dường như thoáng đi lên, nhấc chân liền hướng Tề Mộ Viễn trên đùi đá, hảo tiểu tử, còn làm đánh lén này một bộ a. Mã Bưu ở một bên líu lưỡi, bình bất yếm trá, người đọc sách thật là giảo hoạt giảo hoạt, Tề Mộ Viễn nơi nào có thể, làm Đỗ Cẩm Ninh đá, thân mình một bên, liền tránh ra đi, sau đó lại thuận thế duỗi chân một liêu, Đỗ Cẩm Ninh liền đổ, a ha ha ha. Mã Bưu cười đến ngửa tới ngửa lui, kinh thiên động địa, Tề Mộ Viễn đã nằm trên mặt đất giả chết Đỗ Cẩm Ninh một chân, lại đến, tới liền tới. Đỗ Cẩm Ninh phát ngoan, một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất nhảy lên, nàng là cái từ trước đến nay thập phần tự hạn chế người, tuy rằng bên người có Trương Tiếng Thông gieo liên can hộ viện đi, theo, nhưng cũng biết, thời khắc mấu chốt, dựa người tổng không bằng dựa vào chính mình có một phân bản lĩnh, có thể tránh đi địch nhân đánh lén, vì hộ viện tranh thủ kia 2 giây thời gian, là có thể giữ được một cái mạng nhỏ, cho nên mặc dù không ai giám sát. Nàng mỗi ngày cũng cần thêm luyện công, cũng không chậm trễ, nàng cũng không tin, nàng liền so bất quá Tề Mộ Viễn một cây đầu ngón tay, nhìn như gió giống nhau mơ hồ ở Tề Mộ Viễn bên người, thường thường, đánh lén một chút, còn ngẫu nhiên đắc thủ Đỗ Cẩm Ninh, Mã Bưu kinh ngạc mà há to miệng, lại nói tiếp, Tề Mộ Viễn luyện võ thiên phú là bọn họ này đó, hộ viện kiêm sư phó đều kinh ngạc bội phục không thôi, hơn nữa hắn từ nhỏ luyện võ, luyện đến hiện giờ. Tề Mộ Viễn ở Đại Tống cũng coi như là cao thủ tồn tại, đó là so chi những cái đó đại nội cao thủ cũng không kém bao nhiêu, đây cũng là Triệu Ngộ nguyện ý đem một chi lực lượng giao cho Tề Mộ Viễn, nguyên nhân chi nhất, mà Đỗ Cẩm Ninh đâu, vừa lúc tương phản, luyện võ thiên phú giống nhau, hơn nữa luyện võ thời điểm căn cốt đã định hình, cả người mềm như bông cũng không có gì lực đạo, ở Mã Bưu đám người xem ra, cũng đi học cái khoa chân múa tay. Đối phó 1-2 cái người thường tuy còn có thể, nhưng đối mặt người biết võ, căn bản đánh không lại 2-3 cái hiệp, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới Đỗ Cẩm Ninh khởi xướng tàn nhẫn tới, thế nhưng còn có thể cùng Tề Mộ Viễn đối thượng mấy chiêu, hắn chính là Tề Mộ Viễn sư phó chi nhất, Tề Mộ Viễn có hay không đối Đỗ Cẩm Ninh phóng thủy, hắn lại rõ ràng bất quá, tiểu tử này, đến không được a, hắn cảm khái nói, người thông minh chính là không giống nhau. Chúng ta thiếu gia vì luyện quyền cũng ăn không ít đau khổ, mặc kệ quát phong trời mưa, hè nóng bức giá lạnh, mỗi ngày luyện công hơn nửa canh giờ, cũng không gián đoạn, Thanh Mộc không phục lắm nói. Mã Bưu nở nụ cười, kia nhưng thật ra, quang thông minh còn không được, còn nếu có thể chịu khổ, nói, hắn nhìn về phía Tề Mộ Viễn cùng Đỗ Cẩm Ninh ánh mắt liền càng phức tạp, hai người kia, mỗi người đều nói bọn họ là nhân trung long phượng. Là người may mắn, là chịu trời cao chiếu cố người, cho nên mới tuổi còn trẻ, là có thể trở thành trạng nguyên, thám hoa, nhưng chỉ có bọn họ này đó theo bên người người, mới biết được này hai người không riêng có thập phần thông minh đầu óc, càng có người bình thường sở không cụ bị kiên nghị cùng tính dai, trả giá người khác càng nhiều nỗ lực, người khác ăn chơi đàng điếm, hưởng thụ an nhàn sinh hoạt thời điểm, bọn họ ở khêu đèn đêm đọc. Người khác giường rộng gối êm ngủ nướng thời điểm, bọn họ ở dậy sớm luyện công, bọn họ trả giá so người khác nhiều gấp đôi nỗ lực, thông minh,
còn so người bình thường nỗ lực, không thành công mới kỳ quái đâu. Tề Mộ Viễn thấy Đỗ Cẩm Ninh lấy ra giữ nhà bản lĩnh, cũng cố ý phối hợp nàng, một mặt cùng nàng đối luyện, một mặt chỉ đạo nàng, vẫn luôn luyện nửa canh giờ, hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn xem điểm mão canh giờ không sai biệt lắm, lúc này mới ngừng lại. Mã Bưu thấy hai người dừng lại, đi lên đi đang muốn nói hai câu lời nói, liền nghe Tề Mộ Viễn nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta có vài câu trọng yếu phi thường nói muốn cùng Cẩm Ninh nói. Nói, hắn quét Mã Bưu, xem cờ cùng Thanh Mộc đám người liếc mắt một cái, biểu tình thập phần nghiêm túc, tất cả mọi người đều sửng sốt, không biết hắn như thế. Nào lúc này muốn cùng Đỗ Cẩm Ninh nói vốn riêng lời nói, bất quá tất cả mọi người đều là huấn luyện có tố hạ nhân, không có hỏi nhiều một câu, lập tức chấp hành mệnh lệnh, nhanh chóng mà rời khỏi sân, trong viện cũng chỉ dư lại Tề Mộ Viễn cùng Đỗ Cẩm Ninh hai người. Đỗ Cẩm Ninh trong lòng sớm có suy đoán, lại giả vờ không biết hỏi Tề Mộ Viễn nói, ngươi muốn cùng ta nói cái gì, nàng vốn là môi hồng răng trắng, lúc này lại trải qua kịch liệt vận động, trên mặt đỏ bừng, đôi mắt thủy nhuận, cả người tựa như mỹ vị nhiều nước thủy mật đào, dị thường hấp dẫn người. Tề Mộ Viễn cổ họng hoạt động một chút, đã đi tới, không nói hai lời, trực tiếp đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cúi đầu, môi trực tiếp liền đè ép đi lên. Đỗ Cẩm Ninh khóe miệng gợi lên một cái biên độ, nàng vươn tay tới, ôm cổ hắn, nhiệt liệt mà đáp lại hắn, gia tăng nụ hôn này. Tề Mộ Viễn chính là cái non, nơi nào chịu được Đỗ Cẩm Ninh như vậy trêu chọc, hắn kích động đến cả người run lên, động tác lập tức nhiệt liệt đến cùng một đoàn hỏa dường như, liền kém không đem Đỗ Cẩm Ninh xoa tiến trong thân thể. Đỗ Cẩm Ninh thầm kêu không tốt, đợi chút còn muốn đi nha môn đâu, môi sưng lên, gọi người khác thấy thế nào nàng. Nàng chạy nhanh dùng sức khác Tề Mộ Viễn một phen, chờ hắn ăn đau thời điểm đúng lúc bứt ra, chợt oán trách mà chừng hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh tắm gội, trong chốc lát còn phải đi nha môn. Nói, nàng xoay người nhanh như chớp chạy chậm ra viện môn. Tề Mộ Viễn nhìn Đỗ Cẩm Ninh thân ảnh, nỗi lòng lại thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hắn phát hiện vừa rồi một hôn, liền cùng mở ra Pandora hộp dường như, hắn đối Đỗ Cẩm Ninh thế nhưng sinh ra dục vọng, loại này dục vọng thập phần mãnh liệt, khiến cho hắn tưởng càng tiến thêm một bước. Hắn tưởng từ Đỗ Cẩm Ninh trên người được đến càng nhiều, mà loại này dục vọng, chính là hắn tối hôm qua nói thịt dục. Hắn 17 tuổi, thực mau liền phải mãn 18 tuổi. Tuy rằng không có người ở kia phương diện dạy dỗ hắn, nhưng mỗi khi làm cái loại này không thể nói mộng, sáng sớm lên nhìn đến ẩm ướt quần lót khi, hắn trong lòng liền ẩn ẩn minh bạch là chuyện gì xảy ra, chỉ là, hắn trong mộng, không phải Đỗ Cẩm Ninh, mà là một cái thấy không rõ lắm bộ mặt nữ tử. Đây là chôn giấu ở hắn đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật, là hắn quyết định đời này đều sẽ không đối người khác, bao gồm Đỗ Cẩm Ninh cũng không nói bí mật. Tối hôm qua, đương cái kia kêu Lam Mộc gã sai vặt sở hướng hắn ra thịt, hơn nữa hôn môi hắn xích lỏa thượng thân khi, cái loại này mãnh liệt ghê tởm cảm thiếu chút nữa không làm hắn nôn mửa ra tới. Hắn lúc ấy cho rằng chính mình minh bạch một sự kiện, đó chính là kỳ thật hắn cùng sở hữu nam nhân giống nhau, ở sinh lý thượng là thích nữ nhân, nhưng tình cảm thượng, hắn lại khuynh tâm với Đỗ Cẩm Ninh. Hắn lúc ấy cảm thấy chính mình phân chia đến đặc biệt rõ ràng. Đặc biệt rõ ràng, hắn chỉ thích Đỗ Cẩm Ninh, mặc kệ Đỗ Cẩm Ninh là nam hay là nữ, mà loại này cảm tình, là siêu việt hết thảy, là một loại tinh thần thượng yêu say đắm, là không chứa bất luận cái gì một chút thịt dục, cùng hắn trong mộng cùng nữ tử làm sự tình hoàn toàn không giống nhau. Này đại khái, chính là người cùng động vật khác nhau, ở tinh thần cùng nhục dục chi gian, hắn cảm thấy chính mình càng coi trọng tinh thần. Hắn khát vọng cùng Đỗ Cẩm Ninh ở bên nhau cái loại này tâm linh phù hợp, ý hợp, tâm đầu cảm giác, nếu như thế, hắn nên quẳng đi thịt dục, dùng sạch sẽ nhất hết thảy tới giữ gìn hắn cùng Đỗ Cẩm Ninh chi gian cảm tình. Tuy rằng, hắn cùng Đỗ Cẩm Ninh hôn môi quá, nhưng lúc ấy cái kia tình huống, hắn vì Đỗ Cẩm Ninh tiếp thu hắn cảm tình, cũng nguyện ý thân cận hắn mà mừng rỡ như điên, đã chịu tình cảm thượng đánh sâu vào càng hơn quá thân thể thượng cảm thụ. Đêm qua hắn tưởng thân Đỗ Cẩm Ninh một chút, cũng là xuất phát từ cảm tình xúc động, mà phi nào đó, dục vọng, nhưng hắn không nghĩ tới, liền ở vừa rồi nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh kia thủy nhuận nhuận con ngươi, đỏ bừng môi, hắn sinh ra thập phần mãnh liệt dục vọng, muốn hôn môi Đỗ Cẩm Ninh, mà đương tiếp xúc đến Đỗ Cẩm Ninh môi,
cũng được đến Đỗ Cẩm Ninh nhiệt liệt đáp lại khi, hắn thế nhưng sinh ra cái loại này trong mộng mới có dục vọng, hắn mãnh liệt mà tưởng đem Đỗ Cẩm Ninh xoa tiến trong thân thể, làm hắn ở trong mộng đối nàng kia làm sợ tình, hiện tại Đỗ Cẩm Ninh rời đi, gió lạnh thổi lạnh hắn nóng lên thân thể, hắn lập tức trở nên sợ hãi cùng mê mang lên, hắn không biết, loại này dục vọng khát cầu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu hắn đối Đỗ Cẩm Ninh làm trong mộng làm sự, như vậy loại này hành động đối với bọn họ chi gian phần cảm tình này, có tính không khinh nhờn, thiếu gia, nước ấm chuẩn bị tốt, xem cờ thanh âm bỗng nhiên vang lên, đem Tề Mộ Viễn từ rối rắm chung đánh thức, hảo. Tề Mộ Viễn biết Đỗ Cẩm Ninh yêu cầu đúng hạn, đi nha môn điểm mão, không dám lại trì hoãn thời gian, chạy nhanh đi vào trong phòng đi tắm, đãi hắn tắm rửa xong ra tới, xem cờ đã đem sở hữu hành lý đều thu thập hảo, đi nha môn lúc sau, Tề Mộ Viễn đem cùng Đỗ Cẩm Ninh đi một chuyến thôn trang thượng, sau đó liền trực tiếp hồi kinh, không hề phản hồi Nhuận Châu thành, quan gia thiên tới Nhuận Châu lúc sau, cầm Đỗ Cẩm Ninh cấp tư liệu, trực tiếp giết gà dọa khỉ. Xử lý mấy cái quan lại, châu nha không khí tức khắc đại không, giống nhau, Đỗ Cẩm Ninh cùng Tề Mộ Viễn cùng nhau đi vào nha môn khi, tân thay tới thủ vệ nha dịch cúi đầu khom lưng, chỉ hận chính mình không có cái đuôi có thể diêu, đối với vị này bối cảnh thâm hậu, mánh khóe thông thiên đồng chi đại nhân, thái độ của hắn so mới tới chi châu đại nhân còn muốn kính sợ ba phần, ngươi đi thông báo quan đại nhân, liền nói đại lý tự Tề đại nhân tiến đến bái phòng. Đỗ Cẩm Ninh phân phó một tiếng, nha dịch trừng lớn đôi mắt nhìn Tề Mộ Viễn liếc, mắt một cái, cung kính mà hành lễ, bay nhanh mà đi vào thông báo, quan gia thiên cùng Đào Hoa Huy hôm qua liền nhận được Tề Mộ Viễn thiệp, hôm nay cố ý sớm liền tới nha môn chờ, nhận được nha dịch thông bẩm, chạy nhanh đón ra tới, cùng Tề Mộ Viễn hàn huyên chào hỏi, đãi Tề Mộ Viễn bị nghênh vào quan gia thiên nhà ở. Tề Mộ Viễn thân phận đã bị thủ vệ nha dịch truyền tới nha môn các nơi, đại gia nhưng không quên, khoảng thời gian trước Tào Hồng Thọ cùng Uông Ngọc Quý, chính là, bị đại lý tự quan viên áp đi, hiện tại bỗng nhiên tới cái đại lý tự quan viên, nghe nói là Đỗ Đồng Chi đại nhân cùng trường bạn tốt, tình như thủ túc, cố ý từ kinh thành đến thăm Đỗ đại nhân, đại gia tức khắc nghị luận sôi nổi, đều cảm khái Tào Hồng Thọ không có mắt, đắc tội không nên đắc tội người. Tề Mộ Viễn thời gian cấp bách, cần đến ở trạng vạng kinh thành cửa thành đóng cửa trước trở lại trong kinh, bởi vậy cũng không dám ở trong nha môn quá nhiều dừng lại, chỉ lược ngồi ngồi, cùng quan gia thiên đám người hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi, cùng Đỗ Cẩm Ninh ra khỏi thành, đi thôn trang, từ nha môn đi thôn trang một đoạn này lộ, hai người không có cưỡi ngựa, mà là thừa cùng chiếc xe, ta làm kia phân báo chí, ngươi nhìn sao? Đỗ Cẩm Ninh hỏi. Nhìn, Tề Mộ Viễn gật gật đầu, chờ đăng ở báo chí thượng tâm học văn chương vừa ra tới, khả năng sẽ có một ít văn nhân mặc khách đến ta nơi này tới bái phòng. Đỗ Cẩm Ninh nói, ta chuẩn bị ở chỗ này thi hành trà văn hóa. Trà văn hóa, Tề Mộ Viễn kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh, nho gia triết học, từ trước đến nay là văn nhân học giả chuyện quan tâm nhất. Nếu Đỗ Cẩm Ninh làm kia phân báo chí doanh số thật sự không tồi. Như vậy nàng cùng Lục Cửu Uyên, đám người viết văn chương nhất định sẽ ở kinh thành khiến cho nhất định oanh động, đến lúc đó phản đối cùng duy trì thanh âm đều sẽ có, mà có chút người nhất định sẽ tự mình chạy đến Nhuận Châu tới cùng Đỗ Cẩm Ninh tiến hành biện luận. Điểm này, Tề Mộ Viễn hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, chỉ là, trà văn hóa là thứ gì? Ta muốn thi hành trà đạo, từ uống trà chung, đạt được một loại nói. Đỗ Cẩm Ninh nói, nói. Tề Mộ Viễn nhìn nàng, gật gật đầu, nga, Đỗ Cẩm Ninh nhịn không được sở trường ở trước mặt hắn cua cua, ngươi làm sao vậy? Nàng cùng Tề Mộ Viễn trí thú hợp nhau, tư duy kênh cũng đồng bộ. Vô luận nàng nói cái gì, Tề Mộ Viễn đều có thể nhanh chóng lý giải, cũng đưa ra chính mình giải thích. Nếu là hướng khi, mặc dù Tề Mộ Viễn không thể lập tức lý giải cái gì kêu, trà đạo, cũng sẽ vẫn luôn truy vấn đi xuống. Thẳng đến hắn lý giải mới thôi, nhưng hôm nay từ khi lên xe ngựa khởi, nàng liền cảm thấy Tề Mộ Viễn không lớn thích hợp, hắn tựa hồ có chút tinh thần hoảng hốt, là mệt mỏi, vẫn là bởi vì sắp đã đến nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Tề Mộ Viễn bắt lấy tay nàng, nắm tới rồi chính mình trong lòng bàn tay, hắn nhắm mắt, cảm thụ được Đỗ Cẩm Ninh kia cùng người khác hoàn toàn bất đồng mảnh khảnh ngón tay cùng tinh tế xúc cảm, cùng với mà bởi vậy sinh ra đáy lòng rung động.
Tề Mộ Viễn bởi vì mê mang mà có chút bàng hoàng tâm, lập tức yên ổn xuống dưới, mặc kệ thế nào, dù sao hắn biết, hắn thích Đỗ Cẩm Ninh, hắn tại thân thể thượng, cũng không giống bài xích tối hôm qua cái kia gã sai vặt như vậy, bài xích Đỗ Cẩm Ninh, ngược lại, còn thực thích cùng Đỗ Cẩm Ninh tiếp xúc, hắn nguyện ý thân cận Đỗ Cẩm Ninh, thậm chí vì thân cận Đỗ Cẩm Ninh mà cảm thấy rung động, này liền đủ rồi, đến nỗi trong mộng những cái đó dục vọng, vì bảo hộ phần cảm tình này, hắn hoàn toàn có thể khắc chế. Lại mở mắt ra thời điểm, hắn trong mắt mê mang rút đi, tùy theo gia tăng chính là kiên định. Tề Mộ Viễn, nếu là hai ta sự, mặc kệ ngươi suy nghĩ cái gì, ta đều hy vọng ta có thể biết được, ta không nghĩ ngươi gạt ta. Đỗ Cẩm Ninh nhìn hắn, thái độ thập phần nghiêm túc, nàng mẫn cảm mà linh tỉnh, nhiều năm, như vậy sớm chiều ở chung, nàng lại quá hiểu biết Tề Mộ Viễn, mặc dù Tề Mộ Viễn không nói, nàng cũng cảm giác được Tề Mộ Viễn bàng hoàng cùng dãy giụa, hai người chi gian loại này không bình thường cảm tình, nàng trong lòng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng đối với xu hướng giới tính thập phần bình thường Tề Mộ Viễn tới nói, hẳn là thực hoang mang đi, chỉ là, ban đầu hắn là như vậy đơn thuần, cho rằng hai người yêu nhau chính là tâm linh phù hợp cùng tới gần, cùng thịt, dục không quan hệ, thậm chí cùng nam nữ không quan hệ, lại suy xét đến nói cho hắn chân tướng. Hắn phải vì cái này bí mật lưng đeo gánh nặng, vì nàng lo lắng đồng thời, còn phải vì người nhà của hắn suy xét, nàng liền tưởng thời cơ chín mùi khi lại nói với hắn, nhưng nếu bởi vậy mà làm hắn tâm lý cùng sinh lý thượng đều chịu tra tấn, này liền không phải nàng ước nguyện ban đầu. Tập thể dục buổi sáng sau hai người tương hôn, tình cảm mãnh liệt bên trong nàng cảm giác được, trong bụng bị cái gì trống, tuy nói kiếp trước nàng không có kết hôn, nhưng tốt xấu sống 20-30 tuổi. Lại đến từ tin tức nổ mạnh thời đại, nàng sẽ không khở dại hỏi Tề Mộ Viễn, túi quần có phải hay không ẩn giấu cái gì vũ khí, nàng biết, hắn khởi sinh lý phản ứng, lại liên tưởng khởi đêm qua Tề Mộ Viễn đối Lam Mộc cái loại này, chán ghét tới cực điểm phản ứng, nàng tưởng, hắn hiện tại nhất định thực bối rối, không biết chính mình là thẳng vẫn là cong đi. Tề Mộ Viễn biết Đỗ Cẩm Ninh ghét nhất người khác lừa gạt với nàng, hơn nữa vấn đề này như vậy bối rối chính mình. Nếu không thừa dịp hiện tại cùng Đỗ Cẩm Ninh tham thảo, hảo hảo giải quyết vấn đề này, hắn thực lo lắng loại này, sinh lý thượng dục vọng sẽ làm hắn trở nên không giống chính mình. Ngươi có hay không đã làm nào đó mộng, chờ buổi sáng lên, quần là ướt, hắn thập phần nghiêm túc mà thấp giọng hỏi Đỗ Cẩm Ninh, nhìn Tề Mộ Viễn cặp kia bởi vì nghi hoặc mà có vẻ đặc biệt nghiêm túc đen. Nhánh đôi mắt còn ảnh ngược chính mình bóng dáng. Đỗ Cẩm Ninh biết rõ đây là một kiện thập phần nghiêm túc sự, vẫn là nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Tề Mộ Viễn hoàn toàn không biết như thế nào hình dung lúc này tâm tình của mình. Bất quá Đỗ Cẩm Ninh chưa cho thời gian làm hắn phẩm vị tâm tình của mình, nàng trở tay cầm hắn tay, gọi một tiếng, Tề Mộ Viễn ân. Tề Mộ Viễn nhìn nàng, ánh mắt vẫn như cũ như vậy nghiêm túc, thêm ngoại hoang mang cùng phức tạp. Có hay không người ta nói quá, ngươi là cái đồ ngốc. Đỗ Cẩm Ninh cười khanh khách hỏi, nhìn ý cười doanh doanh Đỗ Cẩm Ninh, Tề Mộ Viễn tuy rằng không biết nàng vì cái gì hỏi cái này câu nói, nhưng tâm tình mạc danh nhẹ nhàng lên, hắn trở tay đem Đỗ Cẩm Ninh tay bao tiền chính mình trong tay, khóe miệng cũng gợi lên ý cười, không có, vì cái gì ta là đồ ngốc. Đỗ Cẩm Ninh quay đầu nhìn xem, phát hiện cửa sổ xe mảnh đều kéo lên, thò lại. Gần ở Tề Mộ Viễn trên má nhẹ nhàng hôn một cái, thực mau liền rụt trở về, sau đó ngóng nhìn Tề Mộ Viễn, nhẹ giọng nói, chờ ngươi lần tới tới, ta nói cho ngươi. Tề Mộ Viễn kinh ngạc với nàng hành động, còn có nàng nói những lời này, đang muốn truy vấn đến tột cùng, liền nghe bên ngoài truyền đến Diêu thư kỳ thanh âm, thiếu gia, Tề thiếu gia, tới rồi, xuống xe đi. Đỗ Cẩm Ninh không chờ hắn nói chuyện, liền nhấc lên mảnh, hướng ra phía ngoài xem xét liếc mắt một cái, đứng lên, Tề Mộ Viễn chỉ phải đi theo nàng xuống xe ngựa. Tề Mộ Viễn lần này tới, trừ bỏ bởi vì tư nhân nguyên nhân thăm Đỗ Cẩm Ninh, hắn còn đảm nhiệm thế Triệu Ngộ nhìn xem Đỗ Cẩm Ninh nghiên cứu thành quả trọng trách. Bọn họ không có trực tiếp tiến thôn trang, mà là ở ruộng lúa biên xuống xe, theo lộ chậm rãi hướng thôn trang thượng đi. Đỗ Cẩm Ninh một mặt đi, một mặt cho hắn làm giới thiệu. Lần này thời gian tương đối khẩn, ta mua 300 mẫu đồng ruộng, có 70 mẫu ruộng cạn chưa kịp làm cải tiến, cho nên lúc này đây loại lúa hai vụ mẫu số là 230 mẫu,
trong đó, ta làm người đem trong đó 115 mẫu đảo cá mương, tính toán ở ruộng lúa nuôi cá, ở đề cao lương thực sản lượng đồng thời, cũng có thể đạt được loại cá nuôi dưỡng thu hoạch, bởi vì Đỗ Cẩm Ninh mấy năm nay đối nông nghiệp hứng thú, Tề Mộ Viễn không khỏi tại đây phương diện cũng tương đối chú ý, đi theo Đỗ Cẩm Ninh xem nông thư cũng không ít, Đỗ Cẩm Ninh phải làm sự, muốn đạt tới cái gì mục tiêu, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng, hắn đem Đỗ Cẩm Ninh nói ghi nhớ, để trở về bẩm báo Triệu Ngộ, lại hỏi, kia 70 mẫu ruộng cạn, ở cải tiến phía trước ngươi tính toán xử lý như thế nào, ta làm người từ quê tỉnh cầm chút bắp hạt giống tiến hành gieo trồng, Đỗ Cẩm Ninh nói, Đỗ Cẩm Ninh xuyên qua lại đây, phát hiện Trần Thị các nàng gieo trồng chính là bắp thời điểm. Nàng còn lắp bắp kinh hãi, đối với chính mình sinh hoạt niên đại còn suy đoán hồi lâu, bởi vì ở nàng sinh hoạt thời không, bắp là Minh Triều Trung Kỳ truyền vào Trung Quốc, sau lại biết đây là hư cấu niên đại, nàng đảo bình thường trở lại. Bất quá, mặc kệ là nguyên lai thời không, vẫn là cái này hư cấu niên đại, bắp truyền vào Trung Quốc sau tình hình đều phi thường tương tự, trải qua nhiều loại con đường truyền vào Trung Quốc sau, bắp cũng không như thế nào bị mọi người sở nhận thức. Chỉ ở Đông Nam Trung Nam vùng duyên hải cá biệt tỉnh tiểu phạm, vi gieo trồng, hơn nữa thời gian này dài đến hơn 200 năm lâu, bởi vậy, bắp xuất hiện ở cùng Việt Nam liền nhau quế tỉnh, hơn nữa không có được đến triều đình coi trọng cùng mở rộng, đảo cũng có thể lý giải. Đỗ Cẩm Ninh tin tưởng, nếu là không có nàng cái này người xuyên Việt xuất hiện, mọi người muốn nhận thức đến bắp rộng khắp thích ứng tính cùng cao sản ý nghĩa, còn cần một cái dài dòng quá trình. Hiện tại, nàng tính toán ở Nhuận Châu gieo trồng bắp, dùng sự thật tới, nói cho Triệu Ngộ cùng quảng đại dân chúng, bắp loại này thực vật, ở Giang Nam khu cũng có thể rộng khắp gieo trồng, hơn nữa đối thổ địa yêu cầu cũng không cao, sản lượng lại là mặt khác lương thực sở không thể so, nàng còn tính toán phái người đến nơi khác đi tìm phiên khoai cùng khoai tây, chúng nó truyền vào Trung Quốc thời gian cùng trải qua, cùng bắp thập phần tương tự. Không chuẩn hiện tại đã có người từ Đông Nam Á, chờ địa phương đem chúng nó mang vào Trung Quốc, chỉ là bởi vì đại gia không quen biết cũng không hiểu biết loại này thực vật, chúng nó còn lẳng lặng mà sinh trưởng ở nào đó trong một góc, liền tính không có mang nhập, ở Triệu Ngộ phái người ra biển thời điểm, nàng cũng sẽ yêu cầu những người đó vơ vét địa phương lương thực hạt giống, cũng đem chi mang về tới, Tề Mộ Viễn ở quê tỉnh ngây người lâu như vậy, tự nhiên cũng biết bắp loại đồ vật này. Hắn kinh ngạc hỏi, bắp ở chỗ này cũng có thể gieo trồng sao, đương nhiên có thể, Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, chờ ta gieo trồng thành công, lại hướng toàn bộ Đại Tống mở rộng, gặp được năm mất mùa thời điểm, ít nhất không dễ dàng đói chết người, Tề Mộ Viễn nhìn Đỗ Cẩm Ninh, trong mắt tràn ngập tình ý, hắn vì Đỗ Cẩm Ninh làm sự mà kiêu ngạo, biết Tề Mộ Viễn muốn lên đường hồi kinh, Đỗ Cẩm Ninh xuống xe địa phương ly Tân Kiến Lâm Viên cũng không xa. Lúc này, hai người đã đến gần lâm viên, Đỗ Cẩm Ninh chỉ vào lâm viên nói, ta này lâm viên, yêu cầu cái tấm biển, ngươi cảm thấy nên tìm ai để tự tương đối hảo, Tề Mộ Viễn biết Đỗ Cẩm Ninh, muốn mượn người khác tới tìm nàng biện luận tâm học cơ hội, hướng văn nhân mặc khách mở rộng trà văn hóa như thế nào mở rộng hắn không rõ ràng lắm, nhưng biện luận lại là một cái tràn ngập mùi thuốc súng hành động, nếu có thể làm thân phận địa vị so cao người. Tỷ như Triệu Ngộ chi lưu, cấp Đỗ Cẩm Ninh để một cái tấm biển, ở biện luận thượng biện bất quá Đỗ Cẩm Ninh, liền muốn dùng thân, phận tới áp người những cái đó ra hỏa, có lẽ liền sẽ thu liễm rất nhiều, ta trở về thỉnh Hoàng thượng cho ngươi để một cái đi, hắn nói, Đỗ Cẩm Ninh sờ sờ cằm, cái này nàng cũng không phải không có suy xét quá, không cần cố tình, chỉ lộ ra như vậy điểm ý tứ liền thành, nếu Hoàng thượng nguyện ý. Hắn tự nhiên sẽ chủ động đề, nếu là hắn không có gì tỏ vẻ, vậy quên đi, ta tìm Tĩnh Vương ra đề một cái cũng có thể, Đỗ Cẩm Ninh nói, cũng hảo, Tề Mộ Viễn cũng biết Đỗ Cẩm Ninh, băn khoăn, thượng vị giả ưu ái ngươi, ban cho ngươi đồ vật là một chuyện, ngươi ỷ vào thượng vị giả đối với ngươi sủng tín, chủ động đòi lấy đồ vật lại là một chuyện khác, người sau thập phần phạm húy. Không đến vạn bất đắc dĩ, không cần thiết làm loại này làm người chán ghét hành động, đặc biệt là vì vườn một cái tấm biển, không đáng giá. Lương gia thợ thủ công đều là thuần thục công, Đỗ Cẩm Ninh cái này lâm viên, diện tích cũng không lớn, trải qua hơn phân nửa tháng kiến. Tạo, lâm viên đã có chút bộ dáng, Đỗ Cẩm Ninh cũng không lánh Tề Mộ Viễn tiến lâm viên,
ở bên ngoài lược hơi đứng chạm, nàng liền trực tiếp đi phía trước đi, vẫn luôn đi tới thôn trang thượng, lúc này mới lãnh hắn vào nhà uống một chén trà. Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi thế nào cũng phải lần tới mới bằng lòng nói cho ta. Tề Mộ Viễn nhịn một đường, rốt cuộc nhịn không được hỏi, hiện tại nói cho ta không được sao? Đỗ Cẩm Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem sắc trời đã không còn sớm, lại trì hoãn đi xuống, Tề Mộ Viễn đêm nay liền vào không được kinh thành cửa thành, muốn ăn ngủ ngoài trời hoang dã, nàng đứng lên nói, đi thôi, ta cưỡi ngựa tiễn ngươi một đoạn đường, có chuyện chúng ta ở trên đường nói. Tề Mộ Viễn nhìn xem sắc trời, cũng chạy nhanh đứng lên, hắn còn phải đi về cùng Hoàng thượng báo cáo kết quả công tác, cũng không thể trì hoãn canh giờ. Hai người ra cửa, xoay người lên ngựa, Đỗ Cẩm Ninh phân phó Thanh Mộc cùng xem cờ, cùng với bọn hộ viện. Ly xa chút, lúc này mới để sát vào Tề Mộ Viễn, thấp giọng hỏi nói, ta thả hỏi ngươi, ngươi nằm mơ, mơ thấy chính là nữ tử vẫn là nam tử. Ách Tề Mộ Viễn trộm ngắm Đỗ Cẩm Ninh liếc mắt một cái, không nói gì, nói thực ra, Đỗ Cẩm Ninh phồng má chừng hắn. Tề Mộ Viễn đang hỏi Đỗ Cẩm Ninh vấn đề này thời điểm, liền tồn thành thật nói rõ ngọn ngành tâm, này một chút hắn đem tâm một hoành, nói, nữ tử. Đỗ Cẩm Ninh lại nhịn không được ha ha mà nở nụ cười, cười cái gì, Tề Mộ Viễn thập phần khó hiểu. Đỗ Cẩm Ninh nhấp miệng thu hồi ý cười, ý bảo Tề Mộ Viễn vươn tay tới. Nàng cũng vươn tay đặt ở cùng nhau, hỏi, ngươi nhìn kỹ xem, da của ngươi da cùng ta làn da, có cái gì bất đồng, một cái thực hắc, một cái thực bạch, thành thật hài tử. Tề Mộ Viễn thập phần thực sự cầu thị nói, kỳ thật hắn cũng không hắc, nhưng luyện võ người, lăn lê bò lết, hơn nữa sắp tới làm nhiệm vụ, hắn làn da ít nhất muốn so Đỗ Cẩm Ninh muốn thâm thượng mấy cái sắc, hai bên, như vậy một đối lập, khác biệt liền thập phần rõ ràng. Đỗ Cẩm Ninh, cái này ngu ngốc, nàng tiếp tục cố gắng, ngươi lại thấy bọn nó còn có cái gì bất đồng, một lớn một nhỏ, còn có đâu, Đỗ Cẩm Ninh hãy còn chưa từ bỏ ý định, ách, ngươi tay, tương đối tiểu, tương đối đẹp. Tề Mộ Viễn nhịn không được đem Đỗ Cẩm Ninh tay nơi tay trưởng nắm nắm chặt, hảo sờ sao, Đỗ Cẩm Ninh cười như không cười mà mắt lé xem hắn, Tề Mộ Viễn gật gật đầu, hảo sờ, xúc cảm đặc biệt. Hảo, tô nếu không có xương, cùng hắn tay hoàn toàn không giống nhau, Đỗ Cẩm Ninh nhịn không được thở dài một hơi, rút về tay, chỉ vào nơi xa một đám động vật, hỏi Tề Mộ Viễn nói, đó là làm gì? Tề Mộ Viễn duỗi đầu nhìn nhìn, nhưng thật ra nhận thức, ngỗng, không, là ngốc đầu ngỗng, Đỗ Cẩm Ninh nói. Tề Mộ Viễn nhíu mày, cúi đầu nhìn xem hai người tay, nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn đảo biết Đỗ Cẩm Ninh làm mắng hắn bổn. Nhưng rốt cuộc vì cái gì bổn, hắn không suy nghĩ, cẩn thận, đây là ta muốn cùng ngươi nói, Đỗ Cẩm Ninh nói, ngươi không muốn tiếp xúc tối hôm qua cái kia gã sai vặt, ngươi mơ thấy nữ tử, ta thật cao hứng, đến nỗi vì cái gì thật cao hứng, chính ngươi suy nghĩ, nói, nàng thít chặt cương ngựa, làm mã dừng lại, hảo, ta liền đưa ngươi đến nơi này, nếu ngươi tưởng không rõ cũng không quan hệ, lần tới ngươi tới Nhuận Châu, ta nhất định nói cho ngươi đáp án. Cẩm Ninh Tề Mộ Viễn cũng thít chặt dây cương, ngươi như vậy, ta sẽ đứng ngồi không yên, không bằng ngươi trực tiếp nói cho ta đáp án. Đỗ Cẩm Ninh cười tủm tỉm mà lắc đầu, ta nếu là nói cho ngươi đáp án, ngươi sẽ càng đứng ngồi không yên, hôm nay khẳng định không thể an bài chạy về kinh thành, cho nên, vẫn là lần sau đi. Tề Mộ Viễn ngẫm lại sắp tới sai sự, quá đoạn thời gian không chuẩn cũng có thể rút ra hai ngày thời gian lại đây, quan trọng nhất chính là... Đỗ Cẩm Ninh từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nàng nói lần sau liền lần sau, tuyệt không sẽ sửa đổi, vậy được rồi, hắn ôm ôm quyền, ta đây đi rồi, sau khi trở về ta cho ngươi viết thư, lên đường bình an, Đỗ Cẩm Ninh trở về cái lễ, Tề Mộ Viễn lưu luyến mà nhìn nàng một cái, tiếp đón Mã Bưu cùng xem cờ một tiếng, dục ngựa mà đi, nhìn theo Tề Mộ Viễn thân ảnh biến mất ở phương xa, Đỗ Cẩm Ninh lúc này mới quay lại thôn trang. Vào tòa nhà, nàng đem cương ngựa hướng người gác cổng trong tay ném đi, hỏi Diêu Thư Kỳ nói, cái kia Lam Mộc giam giữ ở đâu, thiếu gia ngài cùng ta tới. Diêu Thư Kỳ đem Đỗ Cẩm Ninh đưa tới mặt sau một cái tiểu viện tử, vừa vào cửa, Đỗ Cẩm Ninh liền nhìn đến cái kia Lam Mộc đang đứng ở trong sân, tựa hồ ở thưởng thức trong viện hoa, biểu tình điềm đạm, tư thái thong dong, phảng phất hắn liền ở tại nơi này bình yên độ nhật giống nhau. Mà không phải bị người giam giữ ở chỗ này,
nghe được thanh âm, hắn quay mặt đi tới, nhìn đến là Đỗ Cẩm Ninh, nhanh nhẹn hành lễ, an nhàn thoải mái cấp Đỗ thiếu gia thỉnh an. An nhàn thoải mái, an nhàn thoải mái là tiểu nhân cấp chính mình khởi tên. An nhàn thoải mái cười cười, tiểu nhân từ nhỏ bị lừa bán, sớm đã không biết nguyên bản tên họ, đành phải cấp chính mình khởi cái tên, hy vọng có thể đạt được an nhàn thoải mái sinh hoạt. Đỗ Cẩm Ninh giật mình, nhìn phía cười đến thập phần thong dong an nhàn thoải mái, nỗi lòng lập tức phức tạp lên. Nàng đi vào trong phòng, ngồi vào thượng đầu ghế trên, ý bảo an nhàn thoải mái cũng ngồi xuống, hướng hắn nói, ngươi đem ngươi lai lịch hảo hảo cùng ta nói nói. An nhàn thoải mái dựa gần ghế dựa ven ngồi xuống, đem chính mình trải qua nói một lần, hắn trải qua cũng không phức tạp, chính là khi còn nhỏ bị lừa bán vào thanh lâu sở quán, làm như tiểu quan nhi tới bồi dưỡng, bất quá cùng những người khác bất đồng chính là, hắn không cam lòng trở thành tiểu quan nhi, ở học tập trong quá trình thập phần khắc khổ, cầm nghệ xuất sắc, lại nhân hắn dung mạo, thuộc về càng xem càng có hương vị cái loại này. Khí chất bất phàm, cách nói năng không tầm thường, tính cách cũng có mị lực, dần dần trở thành sở quán đặc thù tồn tại. Có chút người hoa giá cao, chính là vì nghe hắn đạn một khúc, uống ly trà ngồi xuống, ở an nhàn thoải mái cố ý dẫn đường hạ. Sở quán lão bản cũng thấy được thương cơ, cảm thấy làm an nhàn thoải mái làm một cái thanh quan, càng có thể tăng lên bức cách, liền cũng làm thỏa mãn tâm tư của hắn, làm hắn chỉ bán nghệ không bán thân. Lần này Đào Mụ Mụ đem hắn mua tới, xem như hoa giá cao tiền, mà an nhàn thoải mái bình sinh lớn nhất nguyện vọng chính là thoát ly sở quán, về sau chỉ bằng cầm nghệ mưu sinh. Cứ việc hắn biết Đào Mụ Mụ hứa hẹn cho hắn sợ thành sau thả ngươi tự do, nói không có 100% bảo đảm, hắn vẫn là nguyện ý bí quá hóa liều, thi thượng thừa một lần. Đỗ Cẩm Ninh đảo không hoài nghi hắn này phiên lời nói, Đào Mụ Mụ tuy rằng không có Diêu Thư Kỳ như vậy có khả năng, nhưng cũng là ở nhà giàu nhân gia đã làm quản sự, nàng đã dám đem an nhàn thoải mái mua trở về tiếp cận Tề Mộ Viễn, liền sẽ không tra quá an nhàn thoải mái bối cảnh cùng trải qua, an nhàn thoải mái, cũng không cần thiết ở nàng cái này Đỗ gia thiếu gia trước mặt nói dối, đối với loại này người mệnh khổ, Đỗ Cẩm Ninh tự nhiên sẽ không khó xử hắn. Nàng nhìn chăm chú vào an nhàn thoải mái, ngươi không thân không thích, lại là từ sở quán cái loại này địa phương ra tới, liền tính ngươi đã thành tự do thân, cứ như vậy đi ra ngoài, ngươi không sợ có người đánh ngươi chủ ý sao? An nhàn thoải mái biểu tình có chút buồn bã, hắn biết Đỗ Cẩm Ninh nói chính là tình hình thực tế, nhưng hắn không thể nề hà, hắn đứng lên, chiều Đỗ Cẩm Ninh thật sâu một câu, không biết Đỗ đại nhân có gì dạy ta, hắn trong lòng cũng rõ ràng, Đỗ Cẩm Ninh nói này phiên lời nói, không riêng gì vì hắn hảo. Càng là có Đỗ Cẩm Ninh chính mình nguyên nhân, bất quá, có thể, tớ sở quán cái này vượt sâu trong vũng lầy bò dậy, đối an nhàn thoải mái tới nói đã là may mắn, hắn thật sự không dám xa cầu quá nhiều, nếu Đỗ Cẩm Ninh yêu cầu không phải quá mức, sẽ không làm an nhàn thoải mái từ một cái trong vũng lầy bò dậy, lại rớt đến một cái khác hồ sâu đi, hắn tại tâm thái thượng đều có thể thản nhiên tiếp thu, an nhàn thoải mái loại này ý tưởng. Đỗ Cẩm Ninh từ vẻ mặt của hắn đều có thể nhìn ra được tới, nàng thầm than một tiếng, nói, nếu ngươi muốn đi kinh thành, ta có thể giúp ngươi ra khỏi thành, ở nơi đó ai cũng không biết ngươi xuất thân, chỉ cần ngươi có thể nuôi sống chính mình cũng bảo vệ tốt chính mình, là có thể quá an ổn nhật tử, không cần lo lắng Nhuận Châu người chạy đi tìm ngươi phiền toái. An nhàn thoải mái nghe xong lời này, thập phần địa tâm động, hắn cho tới nay nguyện vọng chính là tưởng đạt được tự do thân, rời xa nơi này, một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt, cái loại này sinh hoạt có lẽ sẽ thực vất vả, có lẽ sẽ thực thanh bần, nhưng đối với hắn loại này chịu nhiều đau khổ, muốn được đến linh hồn thượng cứu rỗi người tới nói, lại là thiên đường giống nhau nhật tử, chỉ là hắn nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh, tiểu tâm hỏi, trừ bỏ cái này, không biết Đỗ đại nhân nhưng còn có mặt khác một cái lộ có thể chỉ giáo tiểu nhân. Đỗ Cẩm Ninh âm thầm gật đầu. Ăn qua khổ người chính là không giống nhau, cái này an nhàn thoải mái, so với lúc trước Giang Bắc càng thêm có ánh mắt, cũng càng thêm thông minh, nàng nói, ta ở gần đây tân kiến một cái lâm viên, kế tiếp phòng chừng sẽ lục tục có kinh thành văn nhân mặc khách đến đây bái phỏng, ta sẽ thường thường tổ chức tiệc trà, thiếu một cái cầm sư, nếu ngươi nguyện ý, ta ra mỗi tháng 5 lượng bạc tiền tiêu hàng tháng bạc,
xính ngươi ở tiệc trà thượng đánh đàn, bất quá nàng nhìn về phía An Nhàn thoải mái, ta phải xác nhận ngươi cầm kỹ xác thật đáng giá ta hoa cái này tiền mời ngươi, nhìn xem An Nhàn thoải mái có chút nghi ngờ biểu tình, nàng lại bổ sung một câu, nếu ngươi năng lực không tồi, chịu ta thuê, như vậy ngươi chính là ta Lâm Viên tiệc trà chuyên dụng cầm sư, đơn thuần cầm sư, trừ bỏ đánh đàn. Ngươi là tự do, ai cũng cưỡng bách không được ngươi làm ngươi không muốn làm sự. An Nhàn thoải mái suy nghĩ một lát, rốt cuộc hít sâu một hơi, đem vạt áo trước nhắc tới, hai đầu gối quỳ xuống. An Nhàn thoải mái nguyện vì Đỗ đại nhân hiệu lực, Đỗ Cẩm Ninh nâng nâng tay, nói một tiếng, xin đứng lên, cũng không có quá nhiều khách khí, xem như tiếp nhận rồi An Nhàn thoải mái quy phục. Cái này An Nhàn thoải mái, xác thật là cái người thông minh, hắn hẳn là cũng tin tưởng. Nếu hắn muốn đi kinh thành, Đỗ Cẩm Ninh tuyệt đối sẽ không ngăn trở hắn, mà sẽ thực hiện hứa hẹn, trợ giúp hắn ra khỏi thành, làm hắn đi kinh thành. Nhưng đi kinh thành lúc sau đâu, một cái không có tiền không địa vị, lai lịch không rõ dung mạo xuất chúng tuổi trẻ nam tử, thực dễ dàng bị du côn lưu manh theo dõi. Nhiều phiên thử lúc sau phát hiện hắn không có bất luận cái gì dựa vào, những người đó tất nhiên sẽ đối hắn xuống tay, dừng ở những người đó trong tay. Không chuẩn nhật từ so ở Nhuận Châu sở quán còn nếu không kham, lưu tại Đỗ Cẩm Ninh nơi này liền bất đồng, ít nhất hắn đạt được Đỗ Cẩm Ninh che chở. Chỉ cần Đỗ Cẩm Ninh không đối hắn khởi cái gì oai tâm tư, hắn nhật tử liền không khổ sở, mà Đỗ Cẩm Ninh sẽ đối hắn khởi oai tâm tư sao, thả xem. Đỗ Cẩm Ninh chính mình lớn lên so An Nhàn thoải mái đều còn muốn xuất sắc. Tối hôm qua gặp qua vị kia dương cương khí mười phần anh tuấn thanh niên, lại là một cái khác loại hình cực phẩm mỹ nam, này hai người vô luận dung mạo, khí chất đều so An Nhàn thoải mái cường gấp trăm lần, lấy tuổi còn trẻ liền duyệt nhân vô số An Nhàn thoải mái xem ra, này hai người lại như thế nào sẽ coi trọng hắn loại người này, lui một vạn bước nói, nếu hắn cả đời này nhất định phải lấy thân hầu, người, như vậy hầu hạ giống Đỗ Cẩm Ninh hoặc Tề Mộ Viễn người như vậy. Đối An Nhàn thoải mái loại này xuất thân người tới nói, cũng coi như là một loại thực tốt quy túc, giống An Nhàn thoải mái người như vậy, từ nhỏ liền bồi dưỡng tới hầu hạ người, tự nhiên cực có mắt thủy, thập phần sẽ xem người sắc mặt, không cần Đỗ Cẩm Ninh phân phó, hắn liền đem hắn hành lý mở ra, lấy ra một trận đàn cổ, bãi ở nhà ở trung gian, điều điều âm, chiều Đỗ Cẩm Ninh hơi thi lễ, liền bắn lên, Đỗ Cẩm Ninh trước kia ở trong thư viện chuyên môn học quá cầm, mấy năm nay cầm khóa nàng cũng không kéo xuống, An Nhàn thoải mái chỉ bắn vài cái, nàng liền biết cái này An Nhàn thoải mái quả nhiên không đơn giản, cầm nghệ so nàng không biết cao minh phả mấy, đánh đàn, không riêng gì rút lộng cầm huyền thủ pháp muốn cao siêu, càng muốn đem cả người dung nhập cầm chung, lấy cầm đưa tình, lấy cầm minh trí, dẫn người tiến vào dùng âm luật xây dựng nào đó ý cảnh, lấy đạt được tâm. Linh thượng cộng minh, ngắn ngủn mấy tức công phu, An Nhàn thoải mái khiến cho trong phòng ngoài phòng mọi người tiến vào loại này ý cảnh, làm cho bọn họ theo chính mình tiếng đàn hoặc hỉ hoặc bi, khó kim lòng nổi, này cầm kỹ chi cao siêu, bởi vậy có thể thấy được đốm, An Nhàn thoải mái tiếng đàn không dài, bất quá một chén trà nhỏ công phu, hắn liền ngừng lại, hắn biết, Đỗ Cẩm Ninh sẽ không có quá nhiều thời gian tới nghe hắn đánh đàn, như vậy một đoạn không dài không ngắn. Tiếng đàn, đủ để cho người biết hắn cầm kỹ như thế nào, Đỗ Cẩm Ninh mở to mắt, nhìn về phía An Nhàn thoải mái, biểu tình tràn đầy thưởng thức chi ý, chớ nghe xuyên lâm đánh diệp thanh, ngại gì ngâm khiếu thả từ hành, trúc trượng mang giày nhẹ thắng mã, ai sợ, một hoa mưa bụi nhậm bình sinh, ta biết ngươi chỉ hướng, ngươi cầm, đạn đến thật là xuất sắc, An Nhàn thoải mái đôi mắt sậu mà sáng ngời. Tuy nói hắn vừa rồi xác thật lấy cầm minh trí, nhưng người bình thường, cũng, liền nghe ra nước suối ảo ạt, chim hót vi vi, cảm thấy tâm ức khoáng đạt, cảm thấy được là hắn gửi gắm tình cảm với Sơn Thủy, nhưng có thể giống Đỗ Cẩm Ninh như vậy chính xác nghe ra hắn trong lòng suy nghĩ, điểm ra hắn tưởng biểu đạt này đầu tờ, đến nay mới thôi, duy nhất người nghĩ, trước mắt cái này dung mạo, khí chất đều ở hắn phía trên thiếu niên. Nếu không phải cầm kỹ xuất thần nhập hóa, chính là tâm tư trong sáng, có thể thấy rõ hết thảy, hoặc là hai người cùng có đủ cả, hắn thật sâu một câu, An Nhàn thoải mái có thể vì thiếu gia đánh đàn, là An Nhàn thoải mái vinh hạnh, hắn này một câu, lại cùng trước một câu bất đồng, trước một câu là tình thế bắt buộc, không thể không khuất thân với Đỗ Cẩm Ninh, mà hiện tại,
hắn là thiệt tình thần phục. Đỗ Cẩm Ninh hơi một gật đầu, nhìn về phía Diêu thư kỳ, Diêu quản gia, lâm viên có một góc đã kiến hảo đi, nơi đó sân có thể ở lại người sao? Đúng vậy, đã kiến hảo, có thể ở lại người, Diêu thư kỳ vội vàng nói, vậy làm An Nhàn thoải mái trụ tới đó đi thôi. Nói, Đỗ Cẩm Ninh nhìn về phía An Nhàn thoải mái, nghĩ đến ngươi đỉnh đầu cũng có chút tiền, ta kiến nghị ngươi hiện tại liền đi mua hai cái hạ nhân, to như vậy một cái vườn, chỉ ngươi một người trụ, quá mức hoang vắng. Hơn nữa nàng nhìn An Nhàn thoải mái tay liếc mắt một cái, cầm sư tay cần đến bảo dưỡng, giặt quần áo nấu cơm việc nặng, dù sao cũng phải có người thế ngươi làm, An Nhàn thoải mái cảm kích mà. Thật sâu một câu, đa tạ thiếu gia vì tiểu nhân suy nghĩ, hắn là làm sở quán người tâm phúc tới bồi dưỡng, từ nhỏ liền có hạ nhân tỉ mỉ hầu hạ, giặt quần áo nấu cơm hắn xác thật sẽ không. Đỗ Cẩm Ninh nói hắn tay yêu cầu bảo dưỡng, bất quá là thề hắn viên mặt mũi, mặt khác, hắn ở sở quán ngây người nhiều năm như vậy, nhiều ít có chút tích tụ, hiện tại sinh hoạt có tin tức, lấy ra điểm tiền tới mua hai ba cái hạ nhân, thật đúng là không khó khăn. Hắn cũng minh bạch Đỗ Cẩm Ninh, làm chính hắn mua người dụng ý, nếu là Đỗ Cẩm Ninh chính mình sướng hạ nhân cho hắn, hắn tất nhiên sẽ hoài nghi Đỗ Cẩm Ninh thông qua này đó hạ nhân tới giám thị hắn, cầm tù hắn, nhưng chính hắn mua người liền không giống nhau, thân khế ở trên tay hắn, hạ nhân tiền tiêu hàng tháng bạc cũng từ hắn nơi này lãnh, những người này chính là người của hắn, không tồn tại giám thị, cầm tù vừa nói, hắn sai sở khởi này đó hạ nhân tới cũng tự tại. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy cần thiết, làm Diêu quản gia cho ngươi an bài hai cái hạ nhân cũng có thể, này đó ngươi cùng Diêu quản gia thương nghị có thể, Đỗ Cẩm Ninh nói, bưng lên chung trà, là, tiểu nhân cáo lui. An Nhàn thoải mái vội vàng bế lên cầm, chiều Đỗ Cẩm Ninh hành lễ, Diêu thư kỳ nói, nếu thiếu gia không có khác phân phó, ta liền đi an bài An Nhàn thoải mái đi, đi thôi. Đỗ Cẩm Ninh đứng lên, ra sân, nàng trở lại chính mình trụ tiểu viện, chậm rãi ma mặc, viết một bức tự, không màng hơn, thua, tĩnh xem đình tiền hoa nở hoa lạc, đến đi vô tình, mạn tùy thiên ngoại mây cuộn mây tan, này phó câu đối, xuất từ Minh Triều Trần Kế Nho cửa sổ nhỏ u ký cùng Hồng Ứng Minh đồ ăn căn đàm, nói tận tâm cảnh bình thản, đạm bạc tự nhiên tâm cảnh, nhưng thật ra thực thích hợp An Nhàn thoải mái. Đãi nét mực làm, nàng phân phó Thanh Mộc, đưa đi cấp An Nhàn thoải mái, là, Thanh Mộc đem giấy cuốn, bỏ vào một cái trục ống, đưa đi lâm viên An Nhàn thoải mái nhà mới. Chỗ, chuyện này, bất quá là Đỗ Cẩm Ninh nhìn đến An Nhàn thoải mái như vậy cá nhân, nghe xong hắn một đoạn cầm, trong lòng có cảm mà phát, liền nhớ tới như vậy một câu, viết xuống như vậy một bức tự, tặng cho An Nhàn thoải mái, như thế mà thôi, cũng không có cái gì thâm ý. Đưa quá tự sau, nàng liền đem chuyện này vứt chi sau đầu, tiếp tục đến đồng ruộng hai đầu bờ ruộng tuần tra, mà Tề Mộ Viễn kia đầu, hắn tuy một đường cân nhắc Đỗ Cẩm Ninh kia nói mấy câu, hành trình thượng, lại không dám có chút trì hoãn, ra roi thúc ngựa, rốt cuộc ở cửa thành đóng cửa phía trước khó khăn lắm vào thành, thiếu gia ngài đã trở lại, lão thái gia hỏi vài lần, người gác cổng chạy chậm đi theo Tề Mộ Viễn vào cửa, tiến đến Tề Mộ Viễn trước mặt đệ câu nói. Đã biết, Tề Mộ Viễn sải bước mà trong chiều đi, chân chân dài trường, chỉ chốc lát sau liền chuyển tới ảnh bích mặt sau, nhìn không thấy, xem cớ móc ra một tiểu đem tiền đồng tướng môn phòng đuổi rồi, theo sát đi, lên, nếu người gác cổng không có đệ lời nói, Tề Mộ Viễn là tính toán về trước chính mình trong viện rửa mặt trải đầu một phen, đổi kiện quần áo, lại đi cấp tổ phụ thỉnh an, nhưng người gác cổng đệ lời nói. Hắn liền không có trở về, mà là trực tiếp đi Tề Bá Côn nơi đó, Tề Bá Côn cũng là đánh giá Tề Mộ Viễn lúc này trở về, đang ở thính đường chờ, thấy Tôn Tử Phong Trần mệt mỏi mà tiến vào, cho hắn hành lễ, hắn ôn thanh nói, được rồi, cưỡi một ngày má, mệt mỏi đi, chạy nhanh, ngồi đi, đãi Tề Mộ Viễn ở hắn hạ đầu ngồi xuống, hắn liền nâng nâng tay, có hạ nhân lục tục bưng lên nước ấm cùng khăn lông. Cấp Tề Mộ Viễn rửa mặt rửa tay, Tề gia lão thái thái 10 năm tiến đến thế, Tề Bá Côn không có lại cưới, bất quá bên người lại có cái thị thiếp. Vị này lão di nương không có con cái, tính tình cùng an tĩnh, chưa bao giờ sinh sự, Tề Bá Côn cũng không có cất nhắc nàng ý tứ, cho nên nàng ở Tề phủ cũng không nhiều ít tồn tại cảm. Bởi vì có lão di nương, Tề
bá côn trong viện luôn luôn là có nha hoàn bà tử, vừa rồi cấp Tề Mộ Viễn đoan thủy tới, đó là hai cái nha hoàn, Tề Mộ Viễn đối này đó từ trước đến nay không thèm để ý, khả quan cờ lại nhìn này hai cái nha hoàn liếc mắt một cái, này hai cái nha hoàn trước kia hắn chưa bao giờ gặp qua, hẳn là hai ngày này mới vào phủ, mà làm hắn trong lòng có chút nói thầm chính là, này hai cái nha hoàn diện mạo đều cực kỳ tiếu lệ, một cái đoan trang văn tĩnh, một cái hoạt bát đáng yêu, này, liền có chút khác thường, phải biết rằng, Tề bá côn từ trước đến nay không thích quá mức xinh đẹp nha hoàn hoặc gã sai vặt, hắn cho rằng người như vậy dễ dàng trêu hoa gẹo nguyệt, rước lấy phiền toái, hắn ở chính sự thượng liền đủ mệt, về đến nhà liền tưởng thả lỏng thoải mái, không nghĩ còn phải xử lý phiền toái, mà hiện tại, lão thái gia trong viện vào xinh đẹp nha hoàn, hơn nữa tiến vẫn là hai cái, này không phải do xem cờ trong lòng không nhiều lắm tưởng, hắn nâng lên, mắt tới, nhìn về phía nhà mình thiếu gia, nhưng này vừa thấy dưới, hắn liền ngây ngẩn cả người, Tề Mộ Viễn cũng không biết là chịu mẫu thân ảnh hưởng, vẫn là trời sinh như thế, hắn đối xinh đẹp nha hoàn gã sai vặt so Tề bá côn còn muốn tránh còn không kịp, ngày thường chính mình sân hắn không cho nha hoàn đi hầu hạ. Mà đến mẫu thân Tô Thị nơi đó thỉnh an, có nha hoàn hướng hắn xung xoe khi, thường xuyên bị hắn coi thường cùng lãnh đạm làm cho vạn phần xấu hổ mặc kệ đối. Phương có bao nhiêu xinh đẹp, hắn đều chưa bao giờ con mắt xem các nàng, hoàn toàn là mị nhãn làm cấp người mù xem. Nhưng hiện tại xem cờ nhìn thấy gì, lúc này Tề Mộ Viễn tuy rằng ở rửa tay, nhưng tâm tư rõ ràng không ở rửa tay thượng, mà là nhìn chằm chằm đoan chậu nha hoàn tay xem. Xem cờ theo Tề Mộ Viễn ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến cái kia nha hoàn nhỏ dài ngón tay ngọc, da thịt tuyết trắng, chỉ nếu hành căn, một đôi tay xác thật thập phần xinh đẹp, đoan thủy chính là cái kia văn nhã nha hoàn, lúc này nhìn đến thiếu gia ánh mắt bị chính mình xinh đẹp tay hấp dẫn, nàng thẹn thùng rất nhiều, trong lòng mừng thầm, một cái khác hoạt bát, thấy thế lòng có không cam lòng, chạy nhanh đem trong tay khăn vải bỏ vào trong bồn, hỏi Tề Mộ Viễn nói. Thiếu gia, nếu không nô tỳ cho ngươi ninh đem khăn lau mặt, Tề bá côn vì bẻ thẳng tôn tử, có thể nói là hao tổn tâm huyết, hắn cố ý kêu lão di nương mua hai cái xinh đẹp nha hoàn tiến vào, chính là hy vọng này đó nha hoàn có thể có khả năng một ít, có thể bò lên trên Tề Mộ Viễn giường, vì Tề gia sinh hạ tôn tử, không chuẩn Tề Mộ Viễn nếm đến nữ nhân tư vị, liền trở nên bình thường đi lên đâu. Lúc này nhìn đến Tề Mộ Viễn nhìn chằm chằm nha hoàn tay xem, hắn trong lòng cao hứng không được, không đợi Tề Mộ Viễn cự tuyệt ngay cả thanh nói, đúng đúng, ninh đem khăn sát đem mặt, dọc theo đường đi cho bụi đại, dơ thật sự, hắc hắc, tiểu tử này, rốt cuộc thông suốt, Tề bá côn. Như vậy vừa ra thanh, Tề Mộ Viễn lúc này mới từ trầm tư trung tỉnh táo lại, tuy nói thanh tỉnh, nhưng hắn suy nghĩ vẫn cứ dừng lại ở nơi nào đó. Xem cũng chưa xem nói phải cho hắn ninh khăn nha hoàn liếc mắt một cái, trực tiếp từ nàng trong tay lấy qua khăn, tẩm đến trong nước, nói một tiếng, ta chính mình tới là được, nói, chính hắn ninh khăn, lau hai thanh mặt, lúc này mới đem khăn ném hồi trong bồn, đi trở về đi ngồi xuống Tề bá côn bên người, tại đây trong quá trình, hắn nhưng thật ra hướng đoan bồn nha hoàn tay nhìn hai mắt, Tề bá côn thấy, trong lòng càng thêm cao hứng. Cười nói, đây là ngươi quá di nương tân mua hai cái nha hoàn, hắn chỉ vào văn tĩnh nha hoàn nói, cái này kêu tĩnh nhi, lại chỉ một cái khác, cái kia kêu nháo nhi, nhưng thật ra người cũng như tên, một cái văn văn tĩnh tĩnh, một cái hoạt bát lanh lợi, nếu là dĩ vãng, Tề bá côn như vậy giới thiệu nha hoàn, Tề Mộ Viễn sẽ phi thường không kiên nhẫn, xem đều không xem, nha hoàn liếc mắt một cái, liền tách ra đề tài. Phảng phất nữ nhân loại này sinh vật làm hắn tránh còn không kịp giống nhau, nhưng hôm nay, hắn lại đánh giá cái kia kêu tĩnh nhi nha hoàn liếc mắt một cái, nhìn nhìn tay nàng, đồng thời quay đầu đi hướng lệ nhi trên tay liếc mắt một cái, gật gật đầu, bất quá chợt hắn liền khẽ co mày, tựa hồ suy nghĩ cái gì, Tề bá côn thấy thế, cũng không tính toán nhiều lời, chỉ hỏi một câu, đi Nhuận Châu còn thuận lợi, không xảy ra chuyện gì, đi. Tề Mộ Viễn phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh trả lời tổ phụ vấn đề, thuận lợi, không có gì sợ, như thế liền hảo, Tề bá côn vẫy vẫy tay, liền bắt đầu đuổi người, nếu như thế, vậy ngươi đi cho ngươi cha mẹ hỏi cái an, liền trở về nghỉ ngơi đi, cưỡi một ngày mã, nhưng mệt, Tề Mộ Viễn trong lòng có việc,
liền cũng không có kiên trì, đứng dậy cấp tổ phụ hành lễ, liền tính toán đi cấp Tề Văn Thông cùng Tô Thị Vân An. Tề Bá Côn lại đem xem cờ gọi lại, sau đó đối Tề Mộ Viễn nói, ta có chút việc muốn hỏi xem cờ, ngươi đi trước cha mẹ ngươi nơi đó đi. Tề Mộ Viễn còn tưởng rằng tổ phụ là hỏi hắn ở Nhuận Châu cùng Đỗ Cẩm Ninh, ở chung sợ, hắn cùng Đỗ Cẩm Ninh chi gian, chờ bỏ kia một hôn, đảo cũng không có gì không thể đối người ta nói, đặc biệt là chính mình tổ phụ. Hắn đáp ứng một tiếng, lui đi ra ngoài. Đãi Tề Mộ Viễn ra cửa, Tề Bá Côn lúc này mới chỉ vào Tĩnh Nhi, đối xem kỳ đạo, trong chốc lát ta muốn phái Tĩnh Nhi qua đi hầu hạ thiếu gia, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, ngươi đều không được ngăn trở, hảo hảo phối hợp nàng, có nghe thấy không? Xem cờ trong lòng phi thường không vui, hắn có thể đoán rằng đến đông đủ Bá Côn muốn phái cái này kêu Tĩnh Nhi, nha hoàn qua đi làm cái gì. Ở Từ Quế tỉnh trở về thời điểm, Tô Thị liền từng đánh quá chủ ý, phái nha hoàn đi hầu hạ quá Tề Mộ Viễn, kết quả bị Tề Mộ Viễn đương trưởng đuổi đi ra ngoài, còn đã phát một hồi hỏa, lại thả tàn nhẫn lời nói ai dám gan hướng trước mặt hắn thấu, hắn liền trực tiếp để chân bán đi. Có hắn này trò chuyện, Tề Mộ Viễn lại là một bộ mặt lạnh, theo sau Tề Bá Côn cũng lên tiếng, nói làm Tề Mộ Viễn chuyên tâm phụ lục, không được người đi quấy rầy hắn, còn đem Tô Thị kêu đi răn dạy vài câu, lúc này mới không có nha hoàn dám hướng Tề Mộ Viễn trước mặt thấu, nếu không, một ngày không đến có bao nhiêu nha hoàn đến bên kia sân chuyển động, đánh Tề Mộ Viễn chủ ý đâu. Hiện tại hắn biết rõ thiếu gia không thích này bộ, còn phối hợp cái này nha hoàn tính kế thiếu gia, rất có giúp đỡ người ngoài đối phó thiếu gia hiểm nghi. Thiếu gia xong việc mặc dù sẽ không bởi vì việc này mà đuổi đi hắn đi, khẳng định cũng sẽ không giống trước kia như vậy tín nhiệm hắn, nhưng cái này ra, lão thái gia lớn nhất, đó là thiếu gia đều đến nghe hắn, xem cờ một cái gã sai vặt, căn bản không có can đảm cự tuyệt Tề Bá Côn yêu cầu, hắn chỉ phải hành lễ, nói, là, Tề Bá Côn vừa lòng mà vẫy vẫy tay, đi, thôi, đãi xem cờ vừa đi, hắn khiến cho người lãnh Tĩnh Nhi đi Tề Mộ Viễn sân. Hắn biết tôn tử hỉ tĩnh, này hai cái nha hoàn, hắn đoán rằng tôn tử mặc dù muốn chọn, cũng là sẽ chọn cái này kêu Tĩnh Nhi nha hoàn, hiện tại quả nhiên, hắn thật sâu vì chính mình cơ trí đắc ý, quay đầu đối từ bên ngoài đi vào tới lão di nương nói, xem đi, quả nhiên vẫn là ta nhất hiểu biết tiểu viễn, ban đầu vì thấu thú, lão di nương cùng Tề Bá Côn còn đánh cái đánh cuộc Tề Mộ Viễn, thích nhất cái nào nha hoàn. Lão di nương vì làm Tề Bá Côn thắng, liền nói chính mình xem trọng nháo nhi, nói hoạt bát tiếu lệ nữ hải tử, nhất thảo tuổi trẻ nam hài nhi thích. Tề Bá Côn cứ việc cảm thấy Tề Mộ Viễn, tám phần sẽ đối hai người kia đều coi thường, nhưng vẫn là cùng lão di nương đánh cuộc một phen, không nghĩ tới thế nhưng đánh cuộc thắng, hắn tâm tình đại sướng, đối lão di nương nói, nếu đêm nay tiểu viễn có thể được việc, ngày mai ngươi đã kêu người hảo hảo chiếu cô cái kia nha đầu, nhưng đừng hoài thân mình cũng không biết, kia chính là chúng ta Tề gia đại phòng trường tằng tôn, quý giá đâu. Lão di nương vạn phần kinh ngạc, Tề Bá Côn làm nàng mua hai cái xinh đẹp nha hoàn tới cấp Tề Mộ Viễn, làm thông phòng nha hoàn, nàng còn có thể lý giải, rốt cuộc nhà ai hào môn công tử, không phải trong nhà sớm liền bị hảo dạy bọn họ nhân sự nha hoàn, Tề Mộ Viễn 17 tuổi trong nhà mới bị. Đã là chậm, vì cái này, nàng trong lòng không thiếu khinh bỉ Tô Thị, cảm thấy Tô Thị cái này thái thái làm được quá không hợp cách, liền chính mình nhi tử trung thân đại sự đều không để bụng, loại sợ tình này còn phải Tề Bá Côn, cái này trăm công ngàn việc người bận rộn tới nhọc lòng, nàng là cái thập phần biết đúng mực người, cũng biết Tề Bá Côn không thích nữ nhân lắm mồm, nhưng nghe đến đông đủ Bá Côn lời này, nàng thật sợ nhịn không được. Mở miệng nói, lão thái gia, như vậy sợ là không thỏa đáng, nàng khó được đối. Trong nhà sự mở miệng, Tề Bá Côn cũng không bác nàng mặt mũi, thuận miệng hỏi một tiếng, nơi nào không thỏa đáng, người trong sạch nữ hải nhi, khuôn vác ra không riêng muốn xem dòng dõi, nhà trai năng lực, phẩm hạnh, còn muốn nhìn hắn hậu trạch tình huống, nếu sớm không còn sớm liền có thứ trưởng tử, giống nhau nữ hải nhi là không lớn nguyện ý gả qua đi. Trưởng tử trưởng tôn địa vị kiểu gì quan trọng, nếu là không thể từ chính thê trong bụng ra, về sau sẽ thực phiền toái. Một cái gia tộc loạn tượng, có đôi khi liền từ nơi này khởi, Tề Bá Côn không ngờ nàng còn có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới,
kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, cười khen, ngươi nhưng thật ra có kiến giải. Không đợi lão di nương nói chuyện, hắn xua xua tay, này đó ta đều biết, chuyện này nghe ta liền hảo, lão di nương liền nhắm lại miệng, không nói. Bên kia xương, Tề Mộ Viễn cho cha mẹ thỉnh an, liền trở về chính mình sân, hắn sân, trừ bỏ xem cờ, tự nhiên còn có khác hạ nhân, bất quá vì tránh cho phiền toái, Tề Mộ Viễn cũng không dùng nha hoàn, nếu không chính là gã sai vặt người hầu, nếu không chính là bà tử, lúc này, một cái người hầu đón nhận trước hỏi, thiếu gia, ngài là trước tắm gội vẫn là ăn cơm trước, trước tắm gội, Tề Mộ Viễn nói. Vừa rồi ở Tề Bá Côn cùng Tô Thị nơi đó, hắn liền ăn mấy khối điểm tâm, nhưng thật ra không đói bụng, mà toàn thân cho bụi làm ái sạch sẽ hắn chịu không nổi, người hầu lui xuống, chỉ chốc lát, sau liền cùng một cái khác gã sai vặt để ra thủy tiến vào, đoái nửa cái mộc thùng thủy, lui đi ra ngoài, Tề Mộ Viễn thấy xem cờ đem tắm rửa quần áo lấy tới, liền phất phất tay, làm hắn đi ra ngoài, chính mình cởi quần áo, vượt chân vào mộc thùng. Tiến mộc thùng, hắn liền nhíu mày, khi còn nhỏ vì rèn luyện gân cốt, sư phó nhóm lộng chút thảo dược tới cấp Tề Mộ Viễn mỗi ngày phao thuốc tắm, đãi sau lại lớn lên không cần phao thuốc tắm, thói quen cao thủy ôn phao tắm Tề Mộ Viễn, vẫn là yêu cầu bọn hạ nhân cho hắn bị nước tắm thời điểm, cho hắn bị tương đối cực nóng nước ấm, cảm thấy như vậy phao tắm mới thoải mái, mà vẫn thường hầu hạ hắn hạ nhân đều biết điểm này, chưa bao giờ sẽ làm hắn tại đây phương diện nhọc lòng. Nhưng hôm nay thủy độ ấm lại là không đủ, không nóng không lạnh ôn ôn, làm tưởng hảo hảo tắm một cái giải lao Tề Mộ Viễn cảm giác đặc biệt khó chịu. Hắn đứng dậy, chiều bên cạnh thùng nước nhìn nhìn, lo lắng thủy ôn không thích hợp, đề thủy hạ nhân trừ bỏ điều hảo mộc thùng thủy, còn sẽ phóng hai số nước ở bên cạnh, một lạnh một nóng, cũng may thủy ôn không đủ hoặc là quá nhiệt dưới tình huống, Tề Mộ Viễn chính mình có thể điều một điều, không cần kêu người. Nhưng hiện tại, hai cái thùng thế nhưng rỗng tuếch, Tề Mộ Viễn có chút sinh khí, hắn hướng về phía bên ngoài hô, xem cờ, thiếu gia, chuyện gì, xem cờ thanh âm ở cửa vang lên, thủy không đủ nhiệt, để một thùng nước ấm tiến vào, tốt, thiếu gia, ngài chờ một lát, xem cờ tiếng bước chân xa dần, chỉ chốc lát sau lại đi rồi trở về, gõ gõ môn, vào đi, Tề Mộ Viễn đưa lưng về phía môn, ngồi ở mộc thùng kêu lên. Môn nha mà một tiếng khai, xem cờ dẫn theo thủy đi đến, chủ tớ hai người ở chung 7-8 năm, lẫn nhau đều thập phần ăn ý, xem cờ cũng không cần hỏi Tề Mộ Viễn, chính mình cầm cái gáo tử, đem thùng nước ấm múc tới, một chút mà từ thau tắm ven tiểu tâm mà đoái đi vào, còn duỗi tay ở trong nước rảo, một rảo, miễn cho kia chỗ thủy quá năng chứ Tề Mộ Viễn, đoái trong chốc lát. Sờ thủy ôn, cảm thấy không sai biệt lắm, xem cờ liền ngừng tay, nói một tiếng, hảo, thiếu gia, liền lui đi ra ngoài, thuận tay còn đóng cửa lại, đây là ở chính mình trong nhà, Tề Mộ Viễn vô luận là đối cái này hoàn cảnh vẫn là đối xem cờ, đều là không bố trí phòng vệ, hơn nữa hắn hiện tại mãn đầu óc đều là Đỗ Cẩm Ninh tay, còn có vừa rồi đoan chậu nước cái kia nha hoàn tay, nỗi lòng hỗn độn, tinh thần không tập trung. Cho nên bắt đầu hắn còn không có cảm giác có cái gì không đúng, bất quá theo xem cờ tiếng bước chân đi xa, hắn liền cảm giác không đúng, đang lúc hắn chuẩn bị làm ra phản ứng khi, một đôi xinh đẹp nhỏ dài tay ngọc liền sờ lên hắn bối, một cái dễ nghe giọng nữ vang lên, thiếu gia, nô tỳ cho ngài xoa xoa bối đi, Tề Mộ Viễn trong lòng dùng mình, võ giả theo bản năng phản ứng làm hắn ở thau tắm đem thân mình một bên, trở tay liền bóp lấy kia nha, hoan cổ. Ách, khụ khụ thiếu gia tĩnh nhi thở hổn hển không được, thiếu chút nữa không trợn trắng mắt, duỗi tay đi bắt Tề Mộ Viễn tay, ý đồ đem hắn bàn tay từ chính mình trên cổ bẻ ra, ở Tề Bá Côn nơi đó lâu như vậy, Tề Mộ Viễn ánh mắt liền căn bản xuống dốc đến tĩnh nhi cùng nháo nhi trên mặt quá, hoàn toàn không nhận ra cái này nha hoàn chính là cho hắn đoan thủy rửa mặt nha hoàn, bất quá đương tĩnh nhi bàn tay đi lên bẻ hắn tay khi, hắn nhưng thật ra nhận ra, tới. Hắn đánh giá tĩnh nhi liếc mắt một cái, nhìn đến nàng ăn mặc trong phủ nha hoàn phục sức, nghĩ lại đêm nay tổ phụ hành động, nhưng thật ra mơ hồ đoán được này nha hoàn là ai, hơn nữa nàng lại đây, hẳn là tổ phụ phái phân phó. Hắn lúc này mới tâm thần buông lỏng, buông ra bàn tay, đang muốn dùng thủy rửa tay, bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn quang thân mình, chạy nhanh đem đáp ở thau tắm bên khăn tắm xả lại đây,
cái ở trên mặt nước, đi ra ngoài, hắn lạnh lùng nói, thiếu gia Tĩnh Nhi gọi một tiếng, vừa định nói chuyện, liền nghe Tề Mộ Viễn thanh âm so vừa rồi lạnh hơn, đi ra ngoài, đừng làm cho ta nói lần thứ hai, nếu không, ném văng ra chính là ngươi thi thể. Tĩnh Nhi bị dọa sợ, nàng không nghĩ tới câu dẫn thiếu gia còn muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm, nàng nhu nhu mà lên tiếng, xoay người chạy như bay đi ra ngoài, ở cửa bị ngạch cửa vướng một chút, thiếu chút nữa không té ngã, bởi vì nước ấm ôn nhân, hơn nữa thẹn thùng, nàng từ đầu đến cuối, căn bản không thấy rõ Tề Mộ Viễn ở thau tắm bộ dáng, xem cờ liền đứng ở hành lang hạ hắc ám chỗ, nhìn đến Tĩnh Nhi không ngây ngốc mấy tức công phu liền thất tha thất thểu, mà chạy ra tới, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, hắn trong lỗ mũi lạnh lùng mà khẽ hờ một tiếng, được lão thái gia ân chuẩn lại như thế nào, thiếu gia còn không phải chướng mắt mắt, nhìn đến Tĩnh Nhi đi ra ngoài, môn lại mở rộng ra. Tề Mộ Viễn đã mất tâm phao tắm, chỉ nghĩ qua loa tẩy hảo, đứng dậy, nhưng nghĩ đến hắn bối thế nhưng bị nữ nhân kia sờ qua, hắn trong lòng nảy lên một cổ nói không nên lời chán ghét, chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, cần đến lại dùng sạch sẽ thủy tẩy một lần tắm mới thoải mái. Xem cờ, hắn lớn tiếng nói, thiếu gia, xem cờ theo tiếng mà đến, trong lòng đã làm tốt bị thiếu gia khiển trách chuẩn bị, nhưng Tề Mộ Viễn lại bất chấp trách cứ hắn. Kêu lên, gọi người một lần nữa để hai xô nước tới, đem này đó thủy thay đổi, ta muốn một lần nữa tắm gội, là, xem cờ vui vẻ, lên tiếng, vội vàng đi ra ngoài gọi người, cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, dù sao hắn chính là chán ghét những cái đó ý đồ bỏ thiếu gia giường nha hoàn, thiếu gia nói rõ ghét bỏ vừa rồi kia nha hoàn chạm vào hắn thân mình, xem cờ trong lòng chỉ có cao hứng. Để thủy hai cái hạ nhân vẫn luôn lo sợ bất an mà chờ xử lý, nghe xem cờ nói thiếu gia muốn đổi thủy tắm gội, hai người ôm lập công chuộc tội tâm lý, trước kia sợ, không có tốc độ đem thủy để tới, còn chiếu Tề Mộ Viễn phân phó thay đổi cái tân thau tắm, xem cờ cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh đi vào hỗ trợ điều thủy ôn, ba người đều cho rằng Tề Mộ Viễn sẽ thực tức giận, mặc dù hiện tại không xử lý bọn họ, cũng sẽ đối bọn họ mắt lạnh tương đãi. Lại không nghĩ ba người phát hiện Tề Mộ Viễn tựa hồ không riêng không có sinh khí, ngày thường mặt lạnh đều không thấy, thay thế còn lại là hơi hơi gợi lên khóe môi, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi, kia nha đầu câu dẫn, để thủy hai cái hạ nhân liếc nhau, nhắc tới tâm buông xuống một nửa, thiếu gia không tức giận, bọn họ liền sẽ không bị trừng phạt, xem cờ tâm tình nhưng thật ra lập tức trầm đi xuống, được rồi, đều đi xuống đi. Ăn mặc một kiện nửa ướt áo tắm dài Tề Mộ Viễn thấy thủy ôn điều đến vừa lụng, phất tay kêu ba người đi xuống, mắt thấy xem cờ cẩn thận mà đóng cửa lại, hắn cởi áo ngoài vào thau tắm, sau đó thoải mái mà thở dài, tâm tình thế nhưng là xưa nay chưa, từng có nhẹ nhàng, đêm đó Lam Mộc chạm vào hắn, hắn cảm giác ghê tởm, đem Lam Mộc đuổi đi lúc sau tâm tình của hắn trầm tới rồi đáy cốc, sợ chính mình ở sinh lý thượng vẫn là thích nữ nhân, có một ngày không nín được. Sẽ cô phụ Đỗ Cẩm Ninh, tuy rằng sau lại bị Đỗ Cẩm Ninh trấn an, nhưng trong mộng nữ nhân cùng nào đó sinh lý phản ứng, trước sau là đè ở Tề Mộ Viễn trong lòng một cục đá, chưa từng tưởng, vừa rồi Tĩnh Nhi đụng vào hắn thời điểm, hắn phát hiện thế nhưng cùng đêm, đó bị Lam Mộc đụng vào khi giống nhau, cảm giác được dơ bẩn cùng ghê tởm, này cùng hắn cùng Đỗ Cẩm Ninh tiếp xúc, thậm chí cùng Đỗ Cẩm Ninh hôn môi khi cảm giác hoàn toàn tương phản. Hắn hiện tại rốt cuộc xác định, liền tính hắn trong mộng sẽ mơ thấy nữ nhân, hắn cũng chỉ thích Đỗ Cẩm Ninh một cái, vô luận nam nữ, chỉ là, Đỗ Cẩm Ninh ngày đó đem tay cùng hắn tay đối lập, rốt cuộc là tưởng tỏ vẻ cái gì đâu, Tề Mộ Viễn suy nghĩ, nhịn không được lại về tới vấn đề này tới, nhớ, tới Tĩnh Nhi tưởng bẻ ra chính mình tay khi nắm chính mình tay xúc cảm, là như vậy tinh tế. Tô nếu không có xương, hơn nữa, tay nàng cùng Đỗ Cẩm Ninh tay hình dạng, lớn nhỏ đều như vậy tương tự Tề Mộ Viễn đột nhiên từ trong nước đứng lên, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, nhớ tới chính mình vừa rồi dâng lên cái kia hoang đường ý niệm, Tề Mộ Viễn trực giác không thể tưởng tượng, sao có thể đâu, Đỗ Cẩm Ninh, sao có thể là cái nữ tử, nếu nói, Tề Mộ Viễn nhận, thức Đỗ Cẩm Ninh không lâu sau. Hắn cái này hoài nghi còn rất có khả năng, nhưng bọn họ hai người, là từ Đỗ Cẩm Ninh 10 tuổi thời điểm liền nhận thức A, cùng nhau lớn lên, cùng nhau niệm thư, thậm chí cùng ở một cái dưới mái hiên,
chớ bỏ không có cùng nhau tắm rửa cùng cùng chung chăn gối, hai người chi gian thật là không có một chút bí mật đáng nói. Đỗ Cẩm Ninh sao có thể là nữ tử, nếu Đỗ Cẩm Ninh là nữ tử, sao có thể giấu đến quá hắn đôi mắt, lại còn có một dấu nhiều. Năm như vậy, hoang đường, ý tưởng này quá hoang đường, nhưng biết rõ loại này ý tưởng là cỡ nào hoang đường, một khi ở Tề Mộ Viễn trong lòng chôn xuống hạt giống, như thế nào áp đều áp không được, thực mau liền mọc rễ nảy mầm, trưởng thành che trời đại thụ, tràn ngập ở Tề Mộ Viễn cả trái tim gian. Vì chứng thực, hắn lại bất chấp phao tắm, vội vội vàng vàng đem trên người vệt nước lau khô, qua loa mặc xong quần áo, mở cửa hướng ra phía ngoài cập kêu, xem cờ. Tề Mộ Viễn từ trước đến nay là bình tĩnh cẩn thận, rất ít có động tay động chân thời điểm, nhưng hắn này một tiếng kêu, lại là lại cấp lại táo, còn kèm theo cấp khó dằn nổi cảm xúc, xem cờ trong lòng cả kinh, vội vàng chạy tới, thiếu gia. Tề Mộ Viễn đem áo ngoài dịch hảo, đem đai lưng hệ thượng, một mặt nói, ngươi kêu 10 cái gã sai vặt, lại kêu 10 cái nha hoàn lại đây, a, xem cờ kinh ngạc mà há to miệng. Chợt lại cảm thấy không ổn, chạy nhanh lên tiếng, tốt, thiếu gia, xoay, người chạy đi ra ngoài. Tề Mộ Viễn ở hành lang hạ đứng trong chốc lát, xác định cái này chứng thực phương pháp không sai, lúc này mới sửa sang lại một chút quần áo, xoay người vào thính đường, đảo mắt nhìn đến thính đường chỉ điểm hai ngọn đèn, không đủ sáng sủa, hắn lại kêu gã sai vặt, không nói, lại điểm hai ngọn đèn tới. Vừa rồi phạm vào sai gã sai vặt không nói chạy nhanh tung ta tung tăng, mà tiến vào đốt đèn, điểm xong đèn sau còn lấy lòng hỏi Tề Mộ Viễn, thiếu gia, nhưng còn có cái gì phân phó, tỉ như nói, sửa sang lại phòng gì đó, hắn nhưng không quên vừa rồi ở trong phòng tắm thiếu gia khóe miệng kia một mặt ý cười, vừa rồi Tề Mộ Viễn phân phó xem cờ nói, hắn cũng nghe tới rồi, thiếu gia đây là cảm thấy một cái nha hoàn không đủ, muốn nhiều tới mấy cái. Hoặc là, bởi vì thẹn thùng không hảo nói rõ, muốn nương kêu nha hoàn tới hỏi chuyện công phu, đem cái kia kêu Tĩnh Nhi nha hoàn lưu lại, Tề Mộ Viễn cũng không biết cái. Này gã sai vặt đã mãn đầu óc chạy xe lửa, nếu là biết, hắn tất nhiên đem này đáng khinh tiểu tử một chân đá ra đi thật xa. Hắn nói, ngươi ở chỗ này ngốc, không nói sừng sốt, không rõ Tề Mộ Viễn vì cái gì muốn làm như vậy. Bất quá hắn này không đề phòng ngại hắn chấp hành mệnh lệnh, là, nói, tự động tìm cái bóng ma chỗ góc, yên lặng mà đứng ở nơi đó, bởi vì Tề Mộ Viễn trở về vãn, toàn gia đều không có ngủ, chủ tử không ngủ, nha hoàn gã sai vặt nhóm tự nhiên cũng không ngủ. Này một chút nghe được thiếu gia triệu hoán, gã sai vặt nhóm đảo còn không có cái gì, bọn nha hoàn lại đã là miên man bất định, chỉ là vừa ra khỏi cửa phát hiện còn có mặt khác nha hoàn. Cũng cùng nhau bị triệu tập lại đây, một đám trong lòng thập phần thất vọng, Tĩnh Nhi vừa rồi kinh hồn chưa định mà chạy ra Tề Mộ Viễn sân, lại không có thể như nguyện chạy về chính mình trong phòng chữa thương, bị phái tới canh giữ ở cửa Lận Thái Di nương bên người bà tử mang đi Lận Thái Di nương nơi đó. Lận Thái Di nương bởi vì Tề Bá Côn phân phó, không dám có chút chậm trễ, cố ý gọi người canh giữ ở nơi đó, chính mình cũng tính toán giá trị cái đêm. Ở Tĩnh Nhi ra tới trước tiên đem người trấn an hảo, lại an trí thỏa đáng, bất quá nghĩ người trẻ tuổi chịu được lăn lộn, phòng chừng cái kia Tĩnh Nhi ít nhất muốn ngày mai buổi sáng mới từ Tề Mộ Viễn, trong viện ra tới, nàng hầu hạ Tề Bá Côn ngủ hạ, liền tính toán hồi chính mình trong phòng ngủ, nhưng không nghĩ tới. Chân trước mới vừa bước vào chính mình trụ tiểu khóa viện, liền thấy bà tử lôi kéo nhẹ nhàng nức nở Tĩnh Nhi vào được. Được rồi, đừng khóc. Đã xảy ra chuyện gì, ngươi thành thật cùng quá di nương nói, quá di nương vì ngươi làm chủ. Bà tử đẩy Tĩnh Nhi một phen, lúc ấy đem Tĩnh Nhi mua vào tới thời điểm, Lận Thái Di nương liền cùng nàng nói rõ ràng, là mua nàng tiến vào cấp Tề Mộ Viễn đương thông phòng nha hoàn. Hiện tại thông phòng nha hoàn mắt thấy đương không được, về sau, còn không biết đi con đường nào, Tĩnh Nhi tự nhiên không dám giấu giếm, đem vừa rồi phát sinh sự một năm một mười cùng Lận Thái Di nương nói. Lận Thái Di nương mày nhân lại, hảo, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, thiếu gia nơi đó, ta phải chờ lão thái gia bảo cho biết. Lận Thái Di nương mở miệng nói, là, Tĩnh Nhi lo sợ bất an mà hành lễ, đi theo bà tử đi xuống, ra Lận Thái Di nương tiểu khóa viện, các nàng liền nhìn đến nha hoàn cùng gã sai vặt nhóm vội vội vàng vàng hướng, Tề Mộ Viễn sân bên kia đuổi, bà tử vội vàng bắt lấy một cái nha hoàn, ra chuyện gì?
kia nha hoàn cũng có vài phần tư sắc, chính làm bị thiếu gia liếc mắt một cái nhìn chúng, bay lên chi đầu làm thiếu di nương mộng đẹp đâu, đã bị bà tử đánh gãy mộng đẹp, nàng tuy không kiên nhẫn, nhưng cũng biết lận thái di nương ở lão thái gia trước mặt nói chuyện được, không dám ném ra bà tử tay, chỉ phải cười nói, xem cờ truyền thiếu gia mệnh lệnh, kêu chúng ta đi hắn trong viện, đến nỗi, thiếu gia muốn làm cái gì, tiểu điệp không biết. Khi nói chuyện, nàng liền thấy được đứng ở bà tử phía sau Tĩnh Nhi, nàng trong mắt hiện lên một mặt ghen ghét, bất quá ngay sau đó nàng liền mở to hai mắt nhìn, nhìn phía Tĩnh Nhi, các nàng này đó nha hoàn, đều là ở tại một cái hạ nhân trong viện. Tĩnh Nhi bị lão thái gia an bài đi hầu hạ thiếu gia sợ, nàng cũng là biết đến, canh giờ này nhìn đến Tĩnh Nhi ở chỗ này, hơn nữa nàng tóc hỗn độn, ban đầu lau son phấn trên mặt còn, có một đạo nói nước mắt. Bộ dáng thập phần chật vật, ngẫm lại liền biết nàng âm mưu không có thực hiện được, tiểu điệp tức khắc hưng tai nhạc họa lên, cùng với mà đến chính là cực độ hưng phấn, Tĩnh Nhi không cơ hội, liền ý nghĩa nàng cơ hội tới, Doãn ma ma, bên kia kêu đến cấp, ta phải chạy nhanh đi qua, tiểu điệp gấp không chờ nổi mà chiều bà tử nói một tiếng, nhắc tới váy liền bay nhanh mà chiều Tề Mộ Viễn sân chạy, một bên còn dùng tay đi sửa sang lại, chính mình đầu tóc. Tiểu tao hồ ly, Doãn bà bà trong lòng thầm mắng một tiếng, xoay người đối Tĩnh Nhi mệnh lệnh nói, được rồi, đi thôi, thái độ thượng không còn có trước kia cái loại này khách khí cùng thân thiết. Xem cờ đứng ở trong viện, nhìn đến gã sai vặt cùng bọn nha hoàn một đám chạy vào, không dám để cho bọn họ trực tiếp đi vào quấy giày thiếu gia, mà là chỉ huy bọn họ ở hành lang hạ xếp thành hai bài, một bên nam một bên nữ, đãi số đủ rồi nhân số, hắn khiến cho một. Cái người hầu tới cửa bảo vệ cho, không thả người vào được, chính mình tắc đi vào bẩm báo Tề Mộ Viễn, thiếu gia, 10 nam 10 nữ, đến đông đủ, Tề Mộ Viễn từ trước đến nay hỉ tĩnh, gã sai vặt bọn nha hoàn vào sân sau tuy không dám lớn tiếng nói chuyện, nhưng nhỏ giọng nghị luận cùng tiếng bước chân các loại hỗn độn thanh âm vẫn phải có, truyền vào phòng, kêu Tề Mộ Viễn trong lòng thập phần không kiên nhẫn, chỉ là trong lòng trang sự, hắn chịu đựng không làm xem cờ đem những người này đuổi đi, nghe được xem cờ tới bẩm, hắn đánh mất ban đầu ý niệm, không làm những người này vào nhà, mà là đi ra ngoài, một bên phân phó không nói cùng xem cờ, đem đèn đều nói ra, đi đến hành lang hạ, nhìn đến một nam một nữ các đứng một loạt, hắn trong lòng vừa lòng, kêu xem cờ cùng không nói đem đèn cử cao, hạ lệnh nói, đại gia bắt tay đều vươn tới, gã sai vặt nhóm còn không có tưởng nhiều như vậy. Nhưng Tĩnh Nhi bởi vì tay lớn lên đẹp, bị thiếu gia nhìn chúng, lưu lại hầu tầm lời đồn đãi, sớm đã ở bọn nha hoàng chi gian truyền lưu khai, này một chút nghe được thiếu gia mệnh lệnh nói kêu đại gia duỗi tay, bọn nha hoàn ở trong lòng nói thầm thiếu gia cổ quái, đều ngoan ngoãn vươn tay, tay lớn lên đẹp những cái đó nha hoàn, trong lòng đều dâng lên nồng đậm chờ đợi, hành lang không khoan cũng không hẹp, một nam một nữ hai bài tương đối mà đứng, vươn tay khi... Hai bên tay tuy không có chạm vào cùng nhau, khoảng cách lại cũng rất gần, như vậy vừa thấy, đối lập liền thập phần mãnh liệt. Nam tử tay, khớp xương thô to, bàn tay rộng lớn, thân hình cao lớn nam tử tay liền cùng một phen quạt hương bồ dường như, hơn nữa rõ ràng làn da muốn thô ráp rất nhiều. Đương nhiên, này cùng này đó gã sai vặt làm, sống muốn so bọn nha hoàn muốn thô nặng có quan hệ, mà nha hoàn tay, rõ ràng nhỏ nhất hào. Tuy nói không phải mỗi người đều là nhỏ dài ngón tay ngọc, ngón tay thon dài, làn da tinh tế trắng nõn, nhưng cùng nam tử tay so, sánh với, vẫn là có vẻ càng thêm tinh tế đẹp, nhớ tới Độ Cẩm Ninh vươn tay, cùng chính mình tay so sánh với khi nói qua nói, Tề Mộ Viễn chỉ cảm thấy lỗ tai ầm ầm vang lên, cả người đều hoảng hốt lên, là thật sự, thế nhưng là thật sự, Độ Cẩm Ninh thông qua như vậy phương thức ám chỉ chính mình, nàng là cái nữ tử. Nàng thế nhưng là cái nỡ tở, nàng sao có thể là nỡ tở, Tề Mộ Viễn lảo đảo mà chiều bên cạnh đi rồi hai bước, liền tưởng hướng viện môn khẩu đi đến, hắn muốn đi hỏi, một chút Đỗ Cẩm Ninh, nàng rốt cuộc có phải hay không nỡ tở, có thể đi hai bước, hắn đã bị hành lang hạ hai bài người chặn đường đi, hắn không kiên nhẫn mà phất phất tay, xem cờ nhìn ra nhà mình thiếu gia không thích hợp, vừa rồi hắn nhưng vẫn luôn nhìn đâu. Thiếu gia ánh mắt căn bản là xuống dốc đến nha hoàn trên mặt hoặc trên người quá, mà là nhìn lướt qua gã sai vặt cùng nha hoàn tay,
liền cả người cùng Gia Khiếu giống nhau, tâm thần không yên lên, thấy thiếu gia phất tay, hắn chạy nhanh đi theo Huy, trong miệng nói, được rồi, đều tan đi, chạy nhanh. Gã sai vật nhóm không dám chậm trễ, từ nhất tới gần bậc thang cái kia bắt đầu, một đám mà bài đội chiều bậc thang mà xuống, thực mau liền rời đi nơi này. Bọn nha hoàn tuy rằng không cam lòng, nhưng nhìn đến xem cờ đôi mắt chừng mắt lão đại, mắt thấy cuối cùng một cái gã sai vặt cũng chạy đi rồi, vì đầu cái kia nha hoàn chỉ phải đuổi kịp, tuy tốc độ không mau, nhưng rốt cuộc vẫn là rời đi hành. Lang, nháo nhi từ khi Tĩnh Nhi bị đưa tới nơi này tới, liền nhìn chằm chằm vào cái này sân động tĩnh, cho nên nàng là sớm nhất biết Tĩnh Nhi rời đi, lại là sớm nhất được đến thông chi, nói thiếu gia triệu tập 10 cái nha hoàn. Vì thế nàng cũng là cái thứ nhất tới nơi này, xếp hạng cái thứ nhất, cũng là nha hoàn trong đội ngũ nhất tiếp cận Tề Mộ Viễn địa phương. Kết quả Tề Mộ Viễn ra tới sau.